Tối không con? Buồn một sữa. Trời ơi, kinh khiếp thế. Em xin chào tất cả các chị ạ. Các chị đợi em ghim bài một chút. Con nhớ là lấy bút đỏ ghi luôn giá. Giá. Chết chết là rồi. Sao vậy? Em xin chào tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ hộ em. Xin chào Vi Nguyễn, xin chào Nguyễn Oanh, xin chào mọi người. Đây sao chị ghi mình nhỉ? Xin chào bạn Hoàng. Em xin chào tất cả các chị ạ. Các chị ơi, hôm nay em vừa về một lô dạ dài lẫn ngắn á, cực kỳ đẹp luôn nhá. Dạ Hàn. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ, để mua dạ với giá 140k đến 190k áp dụng cho chia sẻ bài các chị nhá. Các chị vào chia sẻ bài hộ em để mua hàng với giá 140 đến 190k áp dụng cho chia sẻ bài. Dạ ngắn áp dụng cho chia sẻ bài còn 140k, dạ dài áp dụng cho chia sẻ bài còn 190k. Các chị vào chịu khó chia sẻ bài hộ em. Mỗi chị chỉ cần bớt ra một vài giây là được mua dạ với giá rẻ các chị nhé. Cuối live em sẽ kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Xin chào Hân Trương. Em xin chào tất cả các chị. Em chào chị Giang. Em xin chào tất cả mọi người. Mọi người vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chị Giang ơi, em nhớ rồi, hôm nay em còn chưa soạn được hết cơ. Chắc là phải chiều mai, hôm nay đi làm về hơi vội. Xin chào Vũ Bóng, xin chào Thủy Trần. Em xin chào tất cả các chị. Hôm nay dạ cực kỳ đẹp luôn nhé. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài cho đông đông các chị vào em làm. Dạ ngắn chia sẻ bài cho em còn 140k. Dạ dài chia sẻ bài cho em còn 190k. Áp dụng cho chia sẻ bài nhé. Nên các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Lấy cái gì con? Mẹ lấy cho, hay con qua lấy? Thì con qua lấy đi. Em xin chào chị Tình Nguyễn. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Cho đông đông các chị vào em là em bắt đầu làm. Dạ hôm nay cực đẹp luôn. Xin chào Vi Hoan. Xin chào Thảo Trần nhé. Các chị vào chia sẻ bài hộ em. Đợi em chia sẻ một chút. Đợi mình lấy ra. Này con chia sẻ lên các trang trang. Ok chị Giang. Các chị vào chia sẻ bài cho em đi ạ. Vào chia sẻ bài cho em để mua dạ. Dạ ngắn chia sẻ còn 140k, dạ dài chia sẻ số đây là không? Dưới. Dạ dài chia sẻ còn 190k, có rất nhiều siêu phẩm các chị nhé. Siêu phẩm em sẽ báo giá với các chị, siêu phẩm dạ ép em sẽ báo giá với các chị sau nhé. Có rất nhiều hàng đẹp luôn, hôm nay các chị chịu khó. Xin chào Bon Bon. Bon Bon ơi, sáng mai chị check lại đơn cho nhá. Hôm nay chiều nay không báo với chị check cho. Bây giờ mới báo thì chắc là sáng mai chị mới check được. Các chị vào chia sẻ. Bon Bon ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Chia sẻ để mua dạ với giá từ 140k đến 190k. Hàng rất là đẹp luôn. Em có lẫn một ít da lộn ấy. Các chị chịu khó.
Chịu khó chia sẻ bài cho em. Xin chào cự giải. Em bắt đầu làm các chị nhé. Em bắt đầu làm. Em báo giá trực tiếp từng cái một cho các chị lựa cho nó dễ nhé. Xin chào Mộc An Nhiên. Em mở đầu bằng một em. Đây là em da lộn này các chị này. Da lộn. Các chị chia sẻ bài cho em nè. Con này là chia sẻ bài của 140k này. Da lộn nhé. Chia sẻ bài của 140k. Ok, cảm ơn Lê Thị Kim Thu nhé. Dạ đầu mùa, dạ hàn đầu mùa rất là đẹp, nên các chị mà thích áo dạ hoặc là thích đồ mùa đông thì em khuyên các chị là nên mua hàng đầu mùa. Hàng đầu mùa bao giờ vừa rẻ vừa đẹp các chị nhé. Hàng đầu mùa bao giờ vừa rẻ vừa đẹp. Em này là da lộn này các chị này. Em này là da lộn nhé. Da lộn cho các chị dưới 51kg thôi. Size S dưới 51kg. Xin chào Thanh Võ. Em này các chị chia sẻ bài cho em còn 140k này. Áp dụng cho các chị nào chia sẻ bài của 140k. Đây, da lộn nhé. Da lộn màu vàng bò. Áp dụng cho chia sẻ bài của 140k. Dưới 52kg. Dưới 51-52kg thôi các chị nhé. Cái này rất là đẹp luôn. Chị cảm ơn Mộc An Nhiên nhé. Các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Vào chia sẻ bài cho em. Áp dụng cho chia sẻ bài của 140k. Em da lộn này rất là xinh luôn nhé. Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Cái này là bằng đồng đó chị ạ. Cái này là bằng đồng luôn đấy. Rất là xịn luôn. Da lộn này rất là xịn. Em có lẫn một vài cái da lộn nhé. Có lẫn một vài cái da lộn. Rất là xinh. Em này em để mã số 6. Mã số 6. Dưới 51kg. Dưới 51kg da lộn này. Mã số 6 dưới 51kg. Xin chào Lê Huyền. Em xin chào tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ bài hộ em ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhé. Áp dụng cho chia sẻ bài còn 140k dạng ngắn này, mã số 6 này. Em xin chào chị Linh nhé. Chị Linh ơi, chị Linh chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em nhé. Xin chào Nguyễn Huệ, 140. Xin chào, em xin chào tất cả các chị. Vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em. Em có một em. Em ghi lê dáng dài này. Ghi lê dáng dài. Chia sẻ bài hộ em còn 150k. Em ghi lê dáng dài màu xám này. Đây, em này cho các chị dưới 6, 5, 7kg nhé. Từ 45 đến 5, 6, 5, 7kg màu xám lông chuột này. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Ghi lê dáng dài màu xám rất là đẹp luôn. Em này các chị khoác xong mùa đông các chị phối cho em một đôi giày thể thao nhé. Xong mùa đông phối cho em một đôi giày thể thao, em này rất xinh nhé. Chia sẻ bài cho em còn 150k em ghi lê này. Hôm nay em chưa làm len này, chắc là tối mai em làm len các chị nhé. Em này rất là xinh luôn. Xin chào Huệ nhá. Các chị ơi, Huệ chia sẻ bài cho tớ đi. Chia sẻ bài cho tớ đi. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Em này rất là xinh luôn nhá. Màu lông chuột. Dưới 56-57kg, 45 đến 56-57kg. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Em này em để mã số 85. Mã số 85 em ghi lê rất là xinh luôn. Mã số 85. Chia sẻ bài cho em còn 150k em ghi lê. Ghi lê rất là đẹp. Chân váy jean chắc là hôm tối mai em mới làm được các chị nhá. Chân váy jean với len chắc là tối mai em mới làm được. Các chị đợi tối mai em làm chân váy jean với len. Em có một cái dạng ngắn này rất là xinh này. Xin chào Đặng Hồng Anh. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Em có cái này áo dạng ngắn này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cảm ơn Nguyễn Huệ nhá. Cái này là cho các chị dưới 51kg. Dưới 51kg nhé. Em này các chị công sở này. Các chị có thể phối với chân váy đi làm nhé. Cái dạng này rất là xinh. Dưới 51kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi ạ. Em xin chào chị Lý nhé. Nhà em có mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Không có chiếc thứ hai đâu. Phan Hồng ơi, hàng si nhé. Hàng nhà em là hàng si nhé các chị nhé. Đây, cái này rất là xinh. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 90. Mã số 90 nhé. Đẹp cực kỳ luôn, dưới 51kg. Mã số 90. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em để mua dạ. Để mua dạ giá rẻ các chị nhé. Em có một em này rất là xinh này. Các có chị nào thích cái này thì mới nguyên nhé. Em này là gọi là cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây này. Đây ạ. Em này cho các chị
cho các chị từ 47-48 kg cho đến 47-48 kg cho đến 60-62 kg đều mặc được nhé. 47-48, cái này là da lộn này, da lộn mới tinh luôn các chị nhé. Đây, chất đây này, cái này mới tinh luôn. Chị nào thích màu xanh lá thì lấy cái này cho em này, 180k, 180k chia sẻ bài còn 180k, mới tinh luôn. Xin chào Tẹt Tổ, em xin chào tất cả các chị. 180k chia sẻ bài còn 180k. Các chị chia sẻ bài cho em còn 180k cái này nhé. Da lộn rất là đẹp luôn, cái này thì mới tinh nhá. Mới tinh luôn, chị nào thích màu xanh lá thì lấy cái này cho em. Từ 50kg cho đến 60-62kg đều mặc được. 50-60-62kg đều mặc được, cái này xinh cực kỳ luôn. Em này em để mã số 32, xin chào Nguyễn Thị Thúy Hằng. Mã số 32, cái này là dáng suông đấy ạ. Dáng suông tay lửng nhá, tay này rất là trẻ trung luôn. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi, mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Em có một em màu rêu này. Màu rêu dạ miếng nhé các chị nhé. Màu rêu dạ miếng. Màu rêu năm nay đang rất là hot luôn. Nguyễn Thị Thúy Hằng chia sẻ bài cho chị đi. Các chị cho em xin một chia sẻ nhé. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ đây. Màu rêu dáng tay lửng như này nhé. Cái này thì mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 190k, em dạ miếng, dạ ép, dạ miếng này. Cái này cho các chị, cho các chị từ 47-48kg cho đến 60kg. 47-48 cho đến 60kg, áo màu rêu này, rất là đẹp luôn. Xin chào, em xin chào tất cả các chị mới vào. Đây, màu xanh, màu rêu đây rất là xinh nhá. Dạ miếng, dạ ép này là các shop khác họ bán 400-450 đấy các chị nhá. Xin chào Lê Thanh, xin chào tất cả các chị. Đây, cái này cực kỳ xinh luôn, dáng suông suông này các chị mặc rất là dễ luôn này. Đây, đẹp. Em này em để mã số 41. Mã số 41, đây, dáng đây nhá. Mã số 41. Treo này lên cho mẹ này. Mã số 41. Hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài hộ em với ạ. Chia sẻ bài hộ em. Hôm nay các chị đâu nhờ, trầm nhờ. Em có một em này gọi là siêu phẩm luôn này các chị. Đây là dạ ép nhá. Dạ ép màu cam. Xin chào Trần Thu Hằng. Dạ ép màu cam này. Hàng này hàng hiệu luôn nhá. Em này là size lớn này. Em này là chia sẻ bài cho em còn 220k các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 220k đây nhá. Mới tinh luôn nhá. Cái này là cho các chị từ 50kg cho đến 57-58kg. 50-57-58kg. Em xin chào chị Tình Nguyễn, 50-57-58kg này. Dạ ép màu, dạ ép màu cam có duy nhất một chiếc thôi. Cái này là có mũ này, cái này là có mũ các chị nhé. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Có một chiếc duy nhất này thôi. Em này em để mã số 46. Có Đỗ Lan nhá, Đỗ Lan đợi chị tí nhá. Mã số 46 này. Cái này mới tinh hàng hiệu các chị nhé. Mới tinh hàng hiệu mã số 46. Đẹp cực kỳ luôn, cái này có mũ nhá. Mùa đông các chị khoác cái này thì cực kỳ đẹp luôn. 46. Lan đợi chị tí nhá, hình như có nhiều cái mỏng mỏng xinh đẹp lắm. Em có cái này rất là xinh này các chị này. Đây nhá. Ghi lê long nhá, ghi lê long. Chia sẻ bài cho em còn 150k này. Ghi lê long này. Cái này thì cực kỳ đẹp, hàng chuẩn của Hàn luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn, ghi lê long. Chia sẻ bài cho em còn 150k. 46 của Vi Nguyễn. Vi Nguyễn ơi, cái đấy đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Em ghi lê lông này. Cho các chị dưới 58kg. Dưới 58kg. Đây, ghi lê lông này. Vi Nguyễn 220k. Chia sẻ bài. Vi Nguyễn ơi, chia sẻ bài cho chị đi Vi Nguyễn nhá. Chia sẻ bài thì mới mua được cái đấy 220k đấy ạ. Áp dụng cho chia sẻ bài. Vi Nguyễn. Cái này đây là phần này là lông tròn nhá, lông này rất là đẹp luôn. Ok Sương Ban Mai, đợi em tí em làm dần, em làm xen kẽ cho các chị nhá. Em làm xen kẽ cho các chị. Cái này rất là xinh này. Chia sẻ bài cho em còn 150k. 150k. Em này em để mã số 45. Mã số 45 này, ghi lê lông rất là hiếm luôn. Mã số 45. Các chị chia sẻ bài hộ em đi, mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Em có một cái này là nhung nhá, bằng nhung nhá. Cái này rất là mới, mới tinh luôn này. Dạng ngắn đẹp cực kỳ luôn. Mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 140k em này này. Các chị mặc, các chị phối với chân váy cho em.
Em này mới tinh luôn. Cho các chị dưới 52kg thôi. 45 đến 52kg nhé các chị nhé. 45 đến 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này xinh cực kỳ luôn. Xin chào Hà Thu. Em này em để mã số 47. Mã số 47 nhé. Mã số 47. Các chị chia sẻ bài hộ em với ạ. Em có một cái màu vàng dạ ép này các chị này. Đây nhá, dạ ép mới tinh luôn. Xin chào Hương Anna. Hương Anna hôm nào về qua nhà chị lấy đồ nhá. Em này là hàng hiệu của Hàn luôn, dạ ép mới tinh nhá. Em này dạ ép mới tinh hàng hiệu của Hàn này. Em này chia sẻ bài cho em còn 170k nhá. Chia sẻ bài cho em còn 170k em này. Chị nào mà thích màu vàng thì lấy cái này cho em này. Dạ ép nhá. Dưới 53kg. Dưới 53kg cái này rất là đẹp luôn. Mới tinh tình tinh luôn nhá. Dưới 53kg. Đây ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Mới lắm. Dạ ép. Dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 170k. Em này em để mã số 63. Mã số 63 này các chị này. Đây. Cái này rất là đẹp. Mã số 63. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em. Mã số 63. Em có một cái sọc cúc sừng này các chị này. Có chị nào thích áo sọc cúc sừng không này? Đây. Cúc sừng xịn nhá. Cái này xịn cực kỳ luôn nhá. Phần này là da xịn này. Em này chắc cực kỳ thích luôn. Cúc sừng sọc này rất là hiếm. Chia sẻ bài cho em còn 220k cái này này. Chia sẻ bài cho em còn 220k cái này. Cái này là cho các chị dưới 53kg. 45 đến 53kg các chị nhá. Sọc cúc sừng này rất là hiếm này. 45 đến 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Xin chào Bình Nguyễn. Đây. Cái này rất là đẹp luôn. Cái này thì gần như mới nguyên, mới đến 99% các chị nhá. Các chị ơi, em tư vấn size rất là cẩn thận nhá. Tư vấn size cực kỳ cẩn thận luôn. Nên các chị thấy mình phù hợp với cái nào thì các chị cứ tự tin chốt hàng. Vì nhà hàng nhà em nó không có chiếc thứ hai đâu. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Cái này rất là xinh này. Không có chiếc thứ hai, em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Em này em để mã số 62. Mã số 62 này. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mới tinh luôn nhá. Mã số 62. Trang Trần hỏi cái nào nhỉ? Mã số 62 cái đấy. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Em đảm bảo với các chị là không có chiếc thứ hai đâu ạ. Mã số 62. Em tiếp một cái dạng ép tiếp này các chị này. Em tiếp một cái dạng ép là cái này pha phối màu 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 sữa nhá. Đây. Cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Phần này là khóa, phần này là khóa. Cái này là cho các chị dưới 54kg. Dưới 54kg nhá. Đây, dưới 54kg này. Em này chia sẻ bài cho em còn 160k. Em có da lộn nhá. Trang chia sẻ bài cho em. Trang Trần chốt 63. 62 này. Đâu? Mét 63. Mét 63. Ừ. Cái đây cũng là 63 à? Cái này này, cái màu vàng sau này. Cái màu vàng là 63 à? À 63 này, 63 của Trang Trần. 63 của Trang Trần. Ok Trang Trần, Trang Trần chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em với nhá. Đây. 170.000. Chia sẻ bài hộ em với ạ. Đây. Cái này là chia sẻ bài còn 150k các chị này. Chia sẻ bài còn 150k. Dưới 54kg, 45 đến 54kg. Em này em để mã số 5. Mã số 5 nhá. Mã số 5. Thôi. Để đây đi. Để đây hai mẹ con làm. Em có một cái màu nâu bò này cực kỳ đẹp này các chị này. Đây, dạ ép nhá. Màu nâu bò. Thôi anh ơi, để đấy đi. Đấy. Để đấy thôi mấy con làm. Màu nâu bò dạ ép này. Chia sẻ bài cho em còn 220k các chị này. Áo choàng dạ ép. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Cái này cho các chị từ 50kg cho đến 60kg nhá. 50 đến 60kg này. Đây. 50 đến 60kg, dạ ép màu nâu bò có duy nhất một chiếc thôi nhá. Duy nhất một chiếc, cái này dạ ép màu nâu bò. Chia sẻ bài cho em còn 220k cái này ạ. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Cái này rất là xinh luôn, duy nhất một chiếc thôi. Áo choàng đúng phong cách của Hàn luôn ạ. Cái này đúng phong cách của Hàn luôn. Em này em để mã số 50. Mã số 50. Mã số 50, cái này đẹp lắm. Dạ ép. Dạ ép đấy. Mã số 50.
hàng rất là đẹp luôn. Em có một cái màu xanh này các chị này, màu xanh này cũng dạng ép tiếp này, mới tinh luôn nhá. Màu xanh, xin chào Loan Tống, xin chào tất cả các chị. 50 của Thảo Trần, 50 đẹp cực kỳ Thảo Trần. Thảo Trần kèm cho chị số điện thoại và chia sẻ bài cho chị đi. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho chị đi Thảo Trần nhá. 50 là 200 bao nhiêu? 220. Duy nhất một chiếc thôi nhà em, mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Thảo Trần chốt trước Vi Nguyễn rồi. Em tiếp cái này, cái này dạ ép tiếp này các chị này. Đây, cái này xinh cực kỳ, mới nguyên nhá. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Chia sẻ bài cho em còn 160k này. Cái này xinh cực kỳ luôn nhá. Dưới 53kg ạ, dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 160k, dưới 53kg. Dạ ép dạ miếng mới tinh này, đẹp lắm. Em này em để mã số 12. Mã số 12 nhá. Đây, mã số 12 đẹp lắm. Hàng hôm nay đẹp lắm, các chị tranh thủ chốt hàng đi, không không có chiếc thứ hai đâu, mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Không có chiếc thứ hai đâu. Em có cái sọc này rất là xinh, dáng suông này. Dáng suông năm nay đang rất là hot đấy. Cái này chia sẻ bài cho em còn 190k. Cái sọc dáng suông chia sẻ bài còn 190k này. Đây. Cái sọc dáng suông dưới 5556 kg. Dưới 5556 kg, quay đầu lại nhá. Cái này em cao 1m58, em mặc đến qua đầu gối một chút rồi đấy ạ. Em cao 1m58, nặng 51kg các chị nhá. 1m58, nặng 51kg. Ok, cảm ơn Thảo Trần. Thảo Trần chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Ok, Vi Nguyễn. Chia sẻ bài cho chị đi thì mới mua được giá 220k Thảo Trần nhá. Đây, cái này rất là xinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 190k, 190k này. Đây, cái sọc. Em này em để mã số 11. Mã số 11 này. Cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Dáng suông năm nay đang rất là hot luôn. Mã số 11. Chia sẻ còn 190k cái sọc này. Chia sẻ còn 190k. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Dạ hôm nay rất là xinh. Em có một cái dạ tay lửng này. Cái dạ tay lửng này rất là xinh nhá. Cảm ơn Thảo Trần nhá. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là cộng thêm 10k đấy, nên các chị chịu khó tranh thủ chia sẻ bài cho em đi. Tranh thủ chia sẻ bài cho em đi. Em có một cái tay lửng này. Tay lửng cho các chị size lớn nhá. Cái này là cho các chị size lớn này. Cho các chị size từ 55kg cho đến 70kg mặc được nhá. Dáng free size 55 đến 70kg này, dáng free size chia sẻ còn 150k. Chia sẻ còn 150k. Em này các chị mà biết kết hợp em này thì rất là ăn chơi luôn nhá. Cái này các chị nào mà biết kết hợp một chút á, cực kỳ ăn chơi. Chia sẻ bài cho em còn 150k thôi ạ. Em này em để mã số 55. Mã số 55 này. Dáng suông nhá. 55kg cho đến 70kg đều mặc được cái đấy. Các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Chị nhìn thấy hoa hướng dương nhá. Nhìn thấy hoa hướng dương. Em có một cái màu đỏ này rất là đẹp này, dáng của đi sang hàng hiệu luôn nhá. Hàng hiệu luôn này. Đây, cái này dáng suông. Dáng suông. Chia sẻ bài cho em còn 190k cái này này. Đây, cái này rất là xinh này. Cái này là cho các chị dưới 5657 kg, dưới 5657 kg nhá. Dưới 5657 kg. Dáng suông rất là đẹp luôn. Duy nhất một chiếc thôi. Nhà em không có chiếc thứ hai đâu, nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng nhá. Dưới 57kg. Dưới 57kg nhá. Cái này mới lắm, mới tinh luôn. Đến mai hoa hướng dương nhá. Chắc là mai em mới làm được chân váy với là áo len ạ. Em này em để mã số 64. Mã số 64 này. Đây, cái này dáng suông đẹp. Mã số 64. Cảm ơn Hà Hoa. 190. Chia sẻ còn 190. Mã số 64. Ôi, các chị giờ hơi chậm. Mã số 64. Em có một cái ghi lê dạ len này rất là đẹp này. Ghi lê dạ len màu lông chuột nhá. Em này đẹp cực kỳ luôn này. Em này hàng hiệu. Hàng hiệu luôn. Em này chia sẻ bài cho em còn 180k này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Ôi em này xinh lắm. Em này là cho các chị dưới 60kg nhá. Dưới 60kg này. Chia sẻ bài cho em còn 180k, có duy nhất một chiếc thôi. Dưới 60kg. Em cao 1m58 này. Em cao 1m58, nặng 51kg thì em mặc hơi rộng ấy.
Nên các chị từ 55kg, em này các em nghĩ là chắc phải đến 65kg vẫn mặc vừa nhé. 55 cho đến 65kg. Đây, mới tinh luôn, cái này mới tinh luôn. Chia sẻ bà cho em còn 180k cái này. Chia sẻ bà cho em còn 180k cái này. Cái này đẹp cực kỳ. Dáng này rất là hiếm luôn đấy các chị ạ. Em này em để mã số 56. Mã số 56. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một cái màu nâu tây để 56 của Phạm gái. Chị Phạm gái ơi, chị chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài cho em thì còn 180k chị Phạm gái nhá. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em này ạ. Chia sẻ bài cái đấy còn 180k, có duy nhất một chiếc thôi. Em có một cái nâu bò tiếp này. Đây, hàng rất là đẹp nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k cái này tiếp này. Đây, cái này là cho các chị. Cho các chị từ 50kg cho đến 60-62kg đều mặc được. 50-60-62kg. Hoa hướng dương sau 50-60-62kg mặc cái này nhá. Cái này đẹp cực kỳ luôn, chất này. Chất dạ ép các chị nhá. Dạ ép màu nâu tây này cực kỳ hiếm. Hoa hướng dương sau. Phạm gái trước xong mới đến hoa hướng dương mà. Đây, cái này xinh cực kỳ luôn. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Em này em để mã số 96. Mùa đông các chị khoác cái kiểu này cực kỳ tay luôn. À, phải thông cảm. Cực kỳ tay. Các chị thông cảm hộ em với em trên live này là em chốt rất là công bằng cho các chị nhá. Em chốt cực kỳ công bằng luôn, các chị thông cảm hộ em với. Em có cái này size bé thôi này. Đây nhá. Cái này size bé. Cổ lông này các chị có thể tháo rời ra. Size bé, chị nào size bé thì lấy cái này cho em nhá. Cái này đẹp lắm. Đây nha các chị nhá. Cái này là size S thôi. Dưới 50kg chia sẻ bà cho em còn 140k size S dưới 50kg này. Chia sẻ bà cho em còn 140k. 16 của Vi Nguyễn. Vi Nguyễn kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bà cho em nhá. Dạ ép đấy ạ. Cái này dạ ép tiếp này các chị này. Chị nào mà size bé thì lấy cái này. Dưới 50-51kg chia sẻ bà cho em còn 150k. Vi Nguyễn là 180k. Ghi lê em còn, các chị đợi em một tí nhé. Ghi lê em còn, đợi em một tí. Đây, cái này rất là đẹp, dạ ép tiếp nhé. Cho các chị nào size S thôi, chuẩn size S đấy ạ. Em này em để mã số 83. Phần này các chị có thể tháo rời ra nhé. 83. Mã số 83 đẹp cực kỳ luôn. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em nhé. Hàng rất là đẹp luôn, không có chiếc thứ hai đâu. Em đảm bảo với các chị là không có chiếc thứ hai đâu, nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Hàng rất là độc. Em có một cái siêu phẩm tiếp này. Siêu phẩm dáng dài nhá. Cái này dạ ép tiếp này các chị này. Hàng đang còn nguyên tăng mác của bên Hàn luôn nhá. Màu này rất là đẹp. Mùa đông các chị khoác cái này cực kỳ tây luôn. Đây. Em này là cho các chị 55kg cho đến 65-67kg mới mặc được nhá. Ok, cảm ơn Vi Nguyễn nhá. 55 đến 65-67kg nhá. Em này chia sẻ bài cho em còn 220k. Chia sẻ bài cho em còn 220k thôi nhá. Chia sẻ bài cho em còn 220k này. Mai nắng ban ơi, chị nhìn thấy em mà. Chị nhìn thấy em mà. Đây. Cái này là chia sẻ bài cho em còn 220k này. Cho các chị size M lớn, size L, size M lớn, size L. Từ trên 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65kg này. Em cao 1m58, nặng 51kg. Em mặc cái này hơi bị lướt. Em này em để mã số 4. Mã số 4 nhé. Đây. Mã số 4. Cho các chị size M lớn, size L. Size M lớn, size L. Mã số 4. Chia sẻ bài cho em đi. Các chị khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Hàng rất là đẹp luôn. Con cầm này cho mẹ con. Con cầm cái này cho mẹ. Em xin chào chị Anh Tú Nguyễn Đình nhé. Em có một cái màu đen này rất là đẹp này, dạ ép nhé. Màu đen này các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt đâu nhé. Không bao giờ. Mai nắng à, nắng ban mai ơi, chị tư vấn sai cẩn thận. Em chịu khó nghe chị tư vấn nhé. Chịu khó nghe chị tư vấn thôi. Cái này dạ ép tiếp nhé. Cái này dạ ép màu đen này. Màu đen không bao giờ bị lỗi mốt đâu các chị ạ. Đây, các chị mặc năm này qua năm khác nó vẫn mới nguyên luôn. Em này là cho các chị
Danh Lê ơi, chắc đến mai chị gửi nhá. Cho các chị dưới 5657 kg. Dưới 5657 kg này. Dưới 5645 đến 5657 kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 5657 kg. Đây. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm. Em này em để mã số 109. Mã số 109. Khoác ngắn choàng dài. Mã số 109. Các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái dạ ngắn màu tím cẩm này. Dạ ngắn chia sẻ bài cho em còn 140k. Màu tím cẩm chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này mới nguyên luôn. Cái này mới nguyên luôn nhá. Màu tím cẩm này. Đây. Cho các chị dưới 54kg. Dưới 54kg này các chị này. Cái này đẹp lắm này. Dưới 54kg nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này mới nguyên luôn. Mới nguyên luôn các chị nhá. Đây. Mới nguyên luôn này. Dưới 54kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 22. Mã số 22 nhá. Mã số 22. Dạ ngắn chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Các chị có. Em có một cái này màu sữa rất là đẹp này các chị này. Dạ ép màu sữa nhá. Dạ ép màu sữa. Em này mới, em này đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 190k em này này. Dạ ép màu sữa. Đây nhá. Hàng chuẩn hàng, hàng hàng hiệu của Hàn luôn đấy. Màu sữa này rất là hiếm luôn này. Màu kem sữa. Em này cho các chị dưới 53kg nhá. Cho các chị dưới 53kg này. Em cao 1m58. Chia sẻ bài cho em còn 190k cái này. Chia sẻ bài cho em còn 190k cái này. Cái này đẹp lắm các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 190k. Em này em để mã số 110. Chiếc áo dạ ép như này là các shopee khác họ bán là 400 đến 450 đấy các chị ạ. 400 đến 450 nhá. Em này em để mã số 110. Mã số 110 này. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mã số 110. Dạ ép màu sữa. Dạ ép màu sữa. Đẹp lắm. Hôm nay các chị nhìn chừng quá. Này rất là đẹp này các chị này, siêu phẩm sọc này. Siêu phẩm sọc chia sẻ bài cho em còn 220k này. Siêu phẩm sọc nhá. Cái này em thấy ghi là size M đấy. Em thấy ghi là size M siêu phẩm sọc áo dạ dáng xương. Cái này thì mới tinh nhá. Cho các chị dưới 56kg. Dưới 55-56kg nhá. Cái này mới tinh luôn. Đây. Áo sọc này mặc rất là tây này. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Cái này mới nguyên luôn. Danh Lê thích áo phông chị đang mặc à? Chia sẻ vào cho em còn 220k. Cái sọc này mới nguyên luôn các chị nhá. Mới nguyên luôn. Em này em để mã số 58. Áo phông bán luôn. Mã số 58. Thích áo phông thì chị để cho. Mã số 58. Mã số 58 chia sẻ bài cho em còn 220k. Em có một cái áo dạ ngắn màu trắng này các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Lộn là chị có lận mấy cái thôi, đợi chị làm nhá. Có lận vào thôi. Ok Danh Lê. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này mới tinh này. Dưới 52kg nhá. Dưới 52kg mới tinh luôn. Cái này mới tinh luôn nhá. Dưới 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Đây. Cái này đẹp cực kỳ luôn này. Mới tinh luôn ạ. Cái này màu trắng mới tinh nhá. Các chị chia sẻ bài cho em còn 140k cái này thôi ạ. Em này em để mã số 57. Mã số 57. Mã số 57. Nóng quá. Mã số 57. Có nhà chưa? Chưa. Trời ơi, sao lại vào nhà? Mà bố nó ok, Hằng Nguyễn, cảm ơn Hằng Nguyễn nhé. Em có một cái dạ S này rất là đẹp này. Dạ ép màu tím than nhá. Xin chào chị Căn đi. Dạ ép màu tím than này các chị này. Cái này có mũ này. Cái này hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng hiệu luôn nhá. Đây.
Cái này có mũ này. Dạ ép một lớp, dạ ép một lớp nhá. Cái này là em bán chia sẻ bà Trang còn 190k cái này này. 57 của Vương Thùy, 57 của Vương Thùy. Cái màu trắng này. Cái này là một cái này màu tím than nhá cho các chị dưới 55-56 kg. Dưới 55-56 kg chia sẻ bà Trang còn 190k. Dạ, chia sẻ bà Trang còn 190k. Dạ ép một lớp, lớp nhá các chị nhá. Dạ ép một lớp. Em này em để mã số 89, 140. Mã số 89 dạ ép một lớp này, chia sẻ bà cho em còn 190k. Em đảm bảo với các chị là không có shopsy nào bán dạ ép rẻ như nhà em đâu, các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng nhá. Không có chiếc thứ hai, hôm nay toàn là dạ ép luôn. Hôm nay toàn là dạ ép luôn. Em có cái này dạ ngắn tiết này, chia sẻ bà cho em còn 130k cái này này, dạ ngắn. Chia sẻ bà cho em còn 130k. Cho các chị dưới 55kg. Dưới 55kg nhá. Đây ạ, dưới 55kg này. Đẹp, chia sẻ bà cho em còn 130k. Em này em để mã số 92. Mã số 92. Con lấy máy nó chia sẻ đi con. Ồ, chia. Hôm nay chầm chầm. Mã số 92. Chia trước cho cả hộ luôn. Hả? Cả hộ em đặt chia luôn. Vậy luôn. Ban mai nói gì ấy nhỉ? Nắng ban mai nãy giờ cứ nói gì ấy. Em có một cái màu đen này rất là rộng này các chị này. Màu đen này, dáng kiểu lửng lửng như này các chị nhá. Chia sẻ bà cho em còn 140k này. Cái này là cho các chị dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg nhá. Đây, dưới 55-56kg. Em này em để mã số 8. Mã số 8 này. Dưới 55-56kg, mã số 8. Chia sẻ bà cho em, các chị khó chia sẻ bà cho em. Đây có tí giấy mà mã số 8. Tí giấy mà mã hết à? Em có một cái màu rêu, màu rêu size lớn này các chị này. Màu rêu size lớn nhá. Chia sẻ bà cho em còn 160k cái màu rêu size lớn nhá. Đây, cho các chị size từ 60kg cho đến 70kg. 60 đến 70kg nhá, cho các chị size L. Size L, size XL. Size L, size XL màu rêu này. Size L, size XL. Em này em để mã số 74. Mã số 74, size L, size XL. Nắng ban mai muốn xem áo màu cam à? Muốn xem áo màu cam. Màu cam đó là size to đấy nắng ban mai ạ. Màu cam đấy là size to. Like của em không có nút chia sẻ. Ơ sao like của em lại không có nút chia sẻ nhỉ? Chị thử thoát ra vào lại xem. Chị căn đi. Thử thoát ra vào lại xem. Hằng Nguyễn ơi đợi chị tí. Chị chỉ có mấy cái dao lộn thôi nên là đợi chị tí. Em có cái này cho các chị size M lớn size L này. Size M lớn size L nhá. Chia sẻ bà cho em còn 160k. Chia sẻ bà cho em còn 160k. Cái này là mới tinh nhá. Có dây thắt đây các chị này. Có dây thắt đây nhá. Em này em để mã số 25. Mã số 25. Cái này mùa đông thì cực kỳ ấm, ấm quá. Ấm quá mã số 25. Hôm nay dạ các chị chầm chầm hay mình lại làm len thì các chị có thích len không để em làm ạ? Bảo thoát ra vào. Các chị thử thoát ra vào lại xem. 25 của Hằng Nguyễn. Của em ấy. 25 của Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn ơi chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi nhá. 160. Chia sẻ bài cho chị đi, cái đây duy nhất có một cái thôi. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. Chia sẻ bà cho em còn 150k. Ok Hằng Nguyễn, nhìn thấy thông tin của Hằng Nguyễn rồi. Đây. Cái này là cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg này. Dạ len, cái này là dạ len nhá. Ok Hằng Nguyễn. Em này em để mã số 60. Mã số 60. Mã số 60. Dưới 52kg. Mã số 60. Các chị thích len này để em lại làm len. Đợi em một tí. Cảm ơn Hằng Nguyễn nhé. Em có cái này rất là xinh nhé. Dạ ép này các chị này. Cái này đẹp cực kỳ luôn này. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Cái này chia sẻ bài còn 160k. Đây. Cái này là cho các chị size từ 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65kg nhé. Cái này đẹp cực kỳ luôn. 55 đến 65kg. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Đây. Đẹp. Cái này có đai này. Có đai nhé. Em này em để mã số 17 này. Mã số 17 này. Mã số 17.
Ok Đỗ Lan, để xem có cái nào mỏng không thì làm. Chị lại thích cái mỏng à? Em tiếp một cái này này, cái dáng như này rất là hay này các chị này. Dáng như này rất là hiếm nhá. Mới tinh luôn, cái này các có mũ các chị có thể tháo rời ra nhá. Chia sẻ bà cho em, cái này còn 150k một lông chuột này. 150k một lông chuột nhá. Đây. Dây này các chị có thể thắt ra vào lại tùy các chị nhá. Thắt ra vào lại tùy các chị. Từ 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65kg này. Đây. 55 đến 65kg. Cái này thì mới tinh luôn. Mũ các chị có thể tháo rời ra. Em này em để mã số 52. Mã số 52. 55 đến 65kg mã số 52. Chia sẻ bài cho em, các chị khó chia sẻ bài với em đấy ạ. Hôm nay các chị trầm quá. Em có một cái màu hồng nữa chị. Màu hồng nhẹ. Cho em xem lại cái đó nhé. Nắng ban mai ơi, cái nào em? Cái màu hồng dạ ép này các chị này. Màu hồng dạ ép 17. 17 là cái nào? 17 là rộng lắm Hồng à Thùy ạ, 17 rộng lắm. Trên 55kg đến 65kg mới mặc được. 55 đến 65kg. Ok Hằng Nguyễn, cái này là giả ép các chị nhá. Giả ép dưới 53kg. 45 đến 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em giả ép màu hồng. Em này em để mã số 97. Mã số 97. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 97, giả ép màu hồng. Giả ép màu hồng rất là đẹp luôn. Các chị khó chia sẻ bài cho em nhỉ. Em hóng ghi lê à? Hoa Hướng Dương hóng ghi lê à? Để chị xem còn ghi lê không, lúc nãy có mấy cái ghi lê đẹp đẹp. Em có một cái màu đỏ rực rỡ luôn. Màu đỏ rực rỡ luôn nhá. Chia sẻ bài còn 150k cái này này mới này. Đây. Cái này là cho các chị size 55 cho đến 60kg. 55 đến 60kg. Mấy em không viết được tiếng Việt. Nắng ban mai sao lại mấy không biết được tiếng Việt vậy? Đây nhá. 55 đến 60kg màu đỏ. Em này em để mã số 61. Mã số 61. Số bao nhiêu? Thùy ơi, Thùy hỏi cái nào số bao nhiêu em? Cái nào số bao nhiêu nhỉ? Không biết Vương Thùy hỏi cái gì nhỉ? Để em hồng. Em hồng à em? Đây em hồng dạ ép 170k. Chia sẻ còn 170k Vương Thùy nhá. Cái này rất là đẹp luôn. Ok. 170k chia sẻ còn 170k. 170k chia sẻ còn 170k chứ đó. 170k. Áp dụng với chia sẻ bài. Em có em này màu ghi này các chị này. Vương Thùy bảo cái hồng này. Ok cái hồng của Vương Thùy. Okay. Cái màu ghi cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg, cái màu ghi này rất đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 170k. Chia sẻ bài cho em còn 170k nhé. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài còn 170k. Ok, cái hồng chị để cho em rồi 170k. Chia sẻ bài cho chị đi Vương Thủy, chia sẻ bài cho chị đi. Em này em để mã số 24, cái này rất là đẹp này. Mã số 24 nhé. Đây, cái này xinh cực, màu ghi này rất là xinh nhé. Màu ghi, cái này màu ghi này. Màu ghi. Đây vàng một lớp đấy, người ta hỏi một lớp đấy. Ok Vương Thùy, em có cái này giả ép màu đen tiếp này các chị này. Cái này xinh lắm, cái này phối da, phối da xịn luôn. Đây, cái này cho các chị từ 55 cho đến 60kg. 55 đến 60kg nhé. 55 đến 60kg dáng suông. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Em này em để mã số 86. Mã số 86 nhé. Mã số 86. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có cái dạ ép màu vàng một lớp này các chị này. Đây nhá. Cái này chia sẻ bài cho em còn 140k thôi này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Dạ ép một lớp màu vàng nhá. Cái này các chị mặc được hai bên nhá. Đây. Bên trong có túi luôn. Các chị mặc hai mặt luôn. Một bên màu vàng, một bên cốm, mặc được hai mặt luôn.
Cái này hàng hiệu luôn đấy các chị ạ, giả ép một lớp. Chia sẻ bà cho em còn 140k thôi. Đây. Dưới 52kg thôi. Cái này dưới 52kg thôi các chị nhá. Em này em để mã số 100 này. Mã số 100, cái này mặc được 2 lớp luôn nhá. Mã số 100. Đây các chị nhá. Cái này các chị có thể mặc được 2 lớp luôn này. Em mặc lớp thứ 2, các chị nhìn ngó tí xem có chị nào thích cái kiểu này không. Đây. Cái này mặc được 2 lớp luôn. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Đây. Đây các chị nhá. Dưới 52kg thôi. Đây. Bên nào cũng có túi hết. Em này em để mã số 100. Mã số 100 nhá. Mã số 100. Mai nắng ban, chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài đi cho chị đi, còn 140k đúng không? Chốt cho mai nắng ban, chốt cho mai nắng ban. Chốt 100 á. 100 của mai nắng ban. Em có cái giả ép màu đen tiếp này. Giả ép màu mai nắng ban, kèm cho chị số điện thoại và chia sẻ bài cho chị đi. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho chị đi. 140. Em có cái giả ép màu đen này các chị này. Giả ép màu đen, chia sẻ bài cho em còn 160k dưới 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 160k dưới 52kg này. Cái này rất là xinh luôn. Cái này giả ép màu đen một lớp các chị nhá. Đây, cái này rất là đẹp luôn. Dưới 52kg thôi ạ. Dưới 52kg thôi. Đây. Ok, cảm ơn Mai Nắng Ban. Em này em để mã số 81 này. Mã số 81, chia sẻ bài cho em. Nhìn thấy thông tin của Mai Nắng Ban rồi, cảm ơn Mai Nắng Ban nhé. Cảm ơn Mai Nắng Ban. Em có cái dạng ngắn này các chị này. Dạng ngắn màu đen cực kỳ đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 140k dạng ngắn màu đen cho các chị công sở này. Cho các chị công sở nhé. Đây nhé. Dưới 51kg thôi, size S dưới 51kg này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 1 nhé. Mã số 1 này. Mã số 1 rất là đẹp luôn. Hương Thỏ ơi, Hương Thỏ hỏi cái nào ấy nhỉ? Em tư vấn size rất là cẩn thận rồi. Rồi. Tư vấn size rất là cẩn thận rồi nên các chị để ý nghe em tư vấn tí nhé. Các chị cứ... Em có một cái màu rêu này các chị này. Màu rêu dạ ép nhé. 53kg. 81, 53kg. 53kg mặc vừa Hồng Anh nhá. Hồng Anh mà Hồng Anh này 53kg mặc vừa đẹp này. Hồng Anh này. Hồng Anh mà chốt thì bấm em mã 81 này. Chia sẻ bài còn 160k. Chia sẻ bài còn 160k. Em có cái màu rêu này rất là đẹp này. Ok Ban Mai 81. Hương Thỏ cơ, chốt 81 thì kèm cho em xin thông tin số điện thoại Hương Thỏ nhá. Xin số điện thoại và chia sẻ. Các chị chốt hàng kèm số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhá. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài hộ em. 81 chứ con. 81 của Hương Thỏ. Em có cái này là màu rêu này. Màu rêu cho các chị size dưới 52kg thôi. Dưới 52kg nhá. Màu rêu dưới 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Em này em để mã số 76. Mã số 76 này. Mã số 76. 160. Hương Thỏ kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhá. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài hộ em. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại. Em có một cái này họa tiết này các chị này. Chất dạ họa tiết, cái này mới tinh luôn. Em có rồi đó. Thế sao em chốt mã? Vậy thôi để bỏ đi, để Hồng Anh. Hồng Anh có lấy thì bấm cho chị mã 81 Hồng Anh nhá. Hồng Anh lấy thì bấm 81 nhá. 53kg Hồng Anh vừa đấy. Em có cái này cho các chị dưới 51kg thôi. Dưới 51kg chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k nhá. Cái này mới tinh luôn. Em này em để mã số 54. Mã số 54. Mã số 54. Chị nào bảo chị Hồng Anh lấy đi ạ. Em có một cái sọc này rất là đẹp này các chị này. Ok Hương Thỏ. Không sao em. Đây cái sọc này chất rất là thích luôn.
có các kỳ ngân. Em có cái này cho các chị dưới 52kg này. Dưới 52kg chia sẻ cho em còn 150k. Dưới 52kg. Em làm dần các chị đợi em một chút nhé. Dưới 52kg chia sẻ vào cho em còn 150k thôi ạ. Em này em để mã số 43. Mã số 43 cái này chất dạ ép mịn luôn nhá. Mã số 43 cái sọc này chia sẻ bà cho em còn 150k. Mã số 43 dưới 52kg. Tiếp một cái sọc phối đen này các chị này. Cái sọc phối đen dáng suông nhá. Sọc phối đen dáng suông này chia sẻ bà cho em còn 170k. Hàng hiệu luôn nhá. Hàng hiệu luôn. Đây. Đây các chị nhá. Cái này cho các chị dưới 54-55kg. Dưới 54-55kg nhé. Chia sẻ bà cho em còn 170k. Dưới 54-55kg này. Cái này phối màu rất là đẹp luôn. Dáng suông. Dáng suông nhé. Em này em để mã số 28. Mã số 28 này. Mã số 28 nhé. Dáng suông. Chia sẻ bà cho em còn 170k. Các chị gì hết con. Em còn một cái màu hồng này. Rất là xinh này các chị này. Màu hồng nhá. Chia sẻ bà cho em còn 170k. Cái màu hồng này tiếp dáng suông này. Dáng suông. Đây các chị nhá. Dưới 53-54kg. Dưới 53-54kg ạ. Màu hồng dáng suông này. Chị nào thích màu hồng dáng suông lấy cái này cho em. Cho các chị dưới 53-54kg thôi. Chia sẻ bà cho em còn 170k. Em này em để mã số 80. Mã số 80. 10 giờ rồi. Da lộn này. Để xem còn cái da lộn nào không nào. Bây giờ không tìm được cơ. Thôi để em làm dần các chị nhé. Hả? Em có một cái ghi lê này các chị này. Cái ghi lê này chất mỏng thôi. Chất mỏng thôi. Em bán cho các chị 80k thôi nhá. 80k chất mỏng thôi ghi lê này. 80k chất mỏng thôi. Cho các chị dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg này. Chất mỏng thôi, 80k. Chị nào thích ghi lê thì lấy cái này cho em mới tinh luôn. Em này em để mã số 20. Mã số 20. Có một cái ghi lê đấy em. Chị vừa làm xong mã số 20. Ủa mắc đâu. Mã số 20 đây không. Mã số 20. Cái này mới tinh cho các chị công sở này. Size S thôi, cái này size S chia sẻ bài còn 140k. Size S dưới. Cái này dưới 47-48kg thôi. Dưới 47-48kg. À em thích dáng dài à. Dưới 47-48kg nhá. Đây, cái này chuẩn size S thôi. Chia sẻ còn 180 của Thái Quỳnh. Em này em để mã số 90 này. Mã số 90, cái này 80k. Thái Quỳnh chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi ạ. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Chịu khó chia sẻ bài cho em nhé. Em có một cái dạ ép màu xanh cốm này. Dạ ép màu xanh cốm nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này có mũ này. Cái này có mũ mới tinh nhá. Dưới 52-53kg. Dưới 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Màu xanh cốm có mũ này. Cái này dạ ép đấy các chị nhá. Dạ ép màu xanh cốm mới tinh luôn. Đây. Dạ ép một lớp màu xanh cốm mới tinh luôn. Em này em để mã số 49. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Mã số 49. Mã số 49. Chia sẻ bài cho 140k. Em có một cái màu đen này cực kỳ đẹp này các chị này. Màu đen nhé. Đây. Màu đen này chia sẻ bài cho em còn 160k. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Em này cho các chị dưới 53-54kg. Dưới 53-54kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Em này em để mã số 37. Mã số 37 này. Mã số 37. Mã số 37. Các kia chứ là
Em có một cái kaki màu đen này các chị này, chia sẻ bài cho em còn 140k nhá. Kaki màu đen này. Chị nào vừa hỏi kaki màu đen này. Đây. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này là cho các chị dưới 52-53kg thôi. 80 của Hồng Anh. 80 của Hồng Anh. Ơ 80 chốt rồi, 80 chốt từ lúc nãy cơ. Thái Quỳnh chốt cơ. Thái Quỳnh chốt 80 từ lúc nãy cơ mà. 80 là cái ghi lê này. Đúng không? Đúng rồi. Em này em để mã số 101, mã số 101 tìm cái 80 vậy xem nào. Cái đấy là cái nào? Đây là cái 80. 80 của Thái Quỳnh chốt rồi. 80 của Thái Quỳnh chốt rồi. Em có cái ghi lê này rất là đẹp này các chị này, hàng hiệu luôn nhá. Ghi lê hàng hiệu nhá. Ghi lê hàng hiệu này. Chia sẻ bài cho em còn 160k này. Chia sẻ bài cho em còn 160k. 80 của Thái Quỳnh đúng không? Ghi lê có ai chốt đây không? 80 của Thái Quỳnh, cái này của Thái Quỳnh này, cái ghi lê 170k. Thái Quỳnh có thông tin rồi, có một đơn ở đây rồi. Đây, cái này rất là đẹp các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Dưới 57-58kg. 57-58-60kg vẫn mặc vừa nhá. Dưới 57-58-60kg vẫn mặc vừa. Cho em xem màu đỏ dưới sàn với. Em này em để mã số 79. Mã số 79 này. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mã số 79. Mã số 79. Đây em. Em có cái này rất là màu mè cho các chị này. Đây. Màu mè này. Đây màu nâu tây các chị nhá, hàng hiệu luôn. Màu nâu tây hàng hiệu này. Cho các chị size lớn nhá. Cho các chị size L, size XL. Size L, size XL 60kg đến 70-75kg. 60 đến 70-75kg nhá. Cái này dạ ép luôn nhá. Dạ ép này. Chia sẻ bài cho em còn 170k. Chia sẻ bài cho em còn 170k. Em này em để mã số 26. Mã số 26 size L, size XL. Em xin chào chị Hương Đinh nhá. Màu đỏ này. Bạn vừa hỏi màu đỏ này. Màu đỏ nhé. Màu đỏ này chia sẻ bài cho em còn 150k này. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Đây. Em này là cho các chị dưới 52-53kg thôi. Dưới 52-53. Em nhường 80 cho chị kia. Thái Quỳnh nhường 80 cho chị nào nhờ? Hồng Anh à? Vậy thì chốt 80 cho Hồng Anh nhá. Chốt 80 cho Hồng Anh. Đây. Cái này đẹp cực kỳ luôn, dạ ép mới tinh. Em này em để mã số 36. Mã số 36 này. Mã số 36. Chia sẻ bài cho em, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em mã số 36. Vào làm gì? 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 26 của Hương Đinh. 26 của Hương Đinh này. 36 chứ chị Hương Đinh. À 26 là của chị Hương Đinh, cái này chia sẻ bài còn 170k, cái này của chị Hương Đinh này. 26 cái vàng bò của chị Hương Đinh đi con. Của Hương Đinh, cái vàng bò của Hương Đinh. 170 à? Ừ. Em tiếp một cái vàng bò tiếp này các chị này. Vàng bò cho các chị size chia sẻ bài cho em còn 170k này. Size từ 60kg cho đến 70-75kg. 60 đến 70-75kg này. Cho các chị size lớn nhá. 60 đến 70-75kg chia sẻ bài cho em còn 170k. Em này em để mã số 29. Mã số 29 nhá. Mã số 29. Con mệt thì vào nghỉ đi. Chị Thơm mệt thì nghỉ đi. Đi con. Sao lại không nhỉ? Em có cái này là size M này, em thấy ghi là size M. Lại cái đỏ đầu lên. Ok Hoàng Hà, Hoàng Hà đợi đợi em tí nhé. Em có cái này tay lửng này các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 160k nhé. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Dưới 54kg. Dưới 54kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Dưới 54kg. Một vàng bò đấy rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 3. Mã số 3 này. Mã số 3. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Mã số 3.
Em có cái màu đen này giả ép rất là đẹp này các chị này. Màu đen này giả ép cực kỳ đẹp nhé. Nó nhỉ. Em có cái này màu đen cho các chị. Cho các chị dưới 52kg chia sẻ bài cho em còn 170k. Dưới 52kg nhá, chia sẻ bài cho em còn 170k. Cái này thì mới tinh. Vậy à chị Hương Đinh, hôm nay bận giờ mới xem được à? Em này em để mã số 104. Hôm nay có rất nhiều cái đẹp luôn. Mã số 104 màu đen. Mã số 104. Các chị có chia sẻ bài cho em đi ạ. Chị có chia sẻ bài cho em. Em có một cái xanh giả ép này các chị này. Màu xanh coban nhá. Màu xanh coban giả ép. Đây. Cái này cho các chị dưới 53kg thôi. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Dưới 53kg các chị nhá. Em này em để mã số 48. Mã số 48 này. 104 của Tình Nguyễn. 104 của Tình Nguyễn. Chia sẻ bài của 170k. Cái này đẹp lắm các chị này. Đây. Em này em để mã số 48. Dưới 53-54kg thôi. Dưới 53-54kg. 170. Em có một cái màu. Hả? 104. Không. Cái 104 là 170. Em có một cái này màu tím than này các chị này. Màu tím than chia sẻ bài cho em còn 170k này. Chia sẻ bài cho em còn 170k. Màu tím than dáng suông cho các chị dưới 55kg. 55kg quay đầu lại các chị nhé. Dáng suông màu tím than. Chia sẻ bài cho em còn 170k. Em này em để mã số 18. Mã số 18 này. Đẹp cực kỳ luôn mã số 18. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài hộ em. 180, 170. Em có cái này màu đỏ rất là đẹp này. Màu đỏ dạ ép nhá. Màu đỏ dạ ép dáng suông này. Cho các chị size từ 55kg cho đến 60kg. 55 đến 60kg này. Em này em bán 180k, các chị chia sẻ bài cho em còn 170k nhá. 180 chia sẻ bài còn 170k. Cái này rất đẹp luôn, mới nguyên luôn. Cái này mới nguyên luôn. Em này em để mã số 107. Thằng Nguyễn ơi, ra lộn là chị chỉ có lẫn vào thôi, nên là chị làm đến đâu thì chị làm dần nhá. Mã số 107, 107 này. 180k chia sẻ bài cho em còn 170k. Chia sẻ bài còn 170k. Em cúc sừng này rất là đẹp luôn này. Đây các chị nhá. Dưới 53-54kg. Dưới 53-54kg. Cái này là da xịn luôn. Em này em để mã số 35. Mã số 35. 107 của Mai Nắng Ban. 107 của Mai Nắng Ban. Cái này là chia sẻ bài cho em còn 220k. Chia sẻ bài cho em còn 220k này. Cái này mới tinh luôn. Dưới 53-54kg. Dưới 53-54kg nhé. Cái này xinh cực kỳ, có duy nhất một chiếc thôi. Mới tinh. Em này em để mã số 35. Mã số 35. Mã số 35. Chị Hương Đinh sau rồi. 107 chị Hương Đinh sau rồi. Em tiếp một cái màu đen này cực kỳ đẹp này. Một chia sẻ bài của 170k. Em có cái màu đen này rất là đẹp này. Chị ơi, 107 chốt rồi. 107 chị sau rồi, bị quên. Em có cái màu đen dạ ép này các chị này. Màu đen dạ ép cho các chị từ 50kg cho đến 60kg. Chia sẻ bài cho em còn 170k. 50 đến 60kg. Chia sẻ bài cho em còn 170k này. Màu đen dáng choàng này rất là đẹp luôn. Chị cho em coi cái sọc đó. Dáng xuông lúc đầu lâu với. Em này em để mã số 35. Mã số 35. Dáng xuông đây. Như thế nào? Đây. Đây cái sọc đỏ đây nhá. 35 của Hồng Anh. 35 cái đen của Hồng Anh. Chia sẻ bài còn 170k. 35 của Hồng Anh. Đây cái sọc đỏ dáng suông chia sẻ bài 230k. Chia sẻ bài còn 220k này. Dưới 53kg thôi.
53-54 kg quay đầu lại, cái này mới tinh luôn. 230k chia sẻ bài còn 220k. Em này em đếm 170. Mã số 58 này. Đây, cái này mới tinh luôn. Chị nào thích thì lấy cái này cho em, chất cực kỳ thích luôn nhá. Đúng chất của Hàn luôn. 35 của Ngô Khuyến. Ngô Khuyến kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhé. Ngô Khuyến. Hả? 35 Hồng Anh rồi, Ngô Khuyến sau. 35 Hồng Anh, Ngô Khuyến sau. Một em siêu phẩm tiếp này các chị này. Một em siêu phẩm tiếp nhá. Siêu phẩm này, đang còn giá đây luôn nhá. Sọc có mà. Sọc hay là cái con cúc sừng, hay con đấy cúc sừng hả em? 35 đây chị. Sọc đỏ đúng không chị nào? Ok, ok. Bảo với Hồng Anh đúng rồi. Đúng rồi Hồng Anh, đúng rồi em. Sọc đỏ. Em có cái này cho các chị. Ok, đúng rồi Hồng Anh, cái sọc đỏ mà. Yên tâm đi, đúng rồi đấy. Chị ghi mã cho em rồi. Kẹp mã cho em rồi. Em này cho các chị size L, size XL này. 60kg cho đến 70kg nhá. 60-70kg. Đây, chia sẻ bài còn 220k cái này. Chị nào cao trên 1m6 nhá. Cao trên 1m6 em. Có 1m58, 51kg em mặc bị lướt lắm. Em này em để mã số 87. Mã số 87 cái này đẹp lắm. Chị nào mà cao to một chút lấy cái này cho em này mặc từ từ tay. 230k chia sẻ bài cho em còn 220k thôi. Không có shop nào bán dạ si rẻ như nhà em đâu nè. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Một con dạ ép tiếp này. Dạ ép màu sữa nhá. Dạ ép màu sữa này. Chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em này. Đây. Cái này dưới 52kg thôi. Dưới 52kg này. Chia sẻ bài còn 190k. Chia sẻ bài còn 190k. Dưới 52kg mới tinh nhá. Đây. Em này em để mã số 34. Mã số 34 đẹp. Mã số 34. Một con sọc 58 em lấy nhá. 58 là cái nào? 58 là cái sọc đỏ. 58 là cái sọc đỏ đúng không? Đúng rồi. Mai Nắng Ban là cái sọc đỏ 58. Đen là cái nào Ngô Khuyến nhỉ? Đen là cái 33 Ngô Khuyến này. Ngô Khuyến lấy thì bấm cho chị mã 33 này. Chia sẻ bài còn 170k nhá Ngô Khuyến nhá. Ok, 58 là của Mai Nắng Ban à? Của Mai Nắng Ban. Em có cái này chia sẻ bài cho em còn 180k này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Hả? 170 à? Đâu, 220 chứ. Cái sọc đỏ là 220, 230 chia sẻ còn 220. Mai Nắng Ban chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Em này là chia sẻ bài cho em còn 170k dưới 54kg. Chia sẻ bài cho em còn 170k dưới 54kg. 33 của Ngô Khuyến. Ngô Khuyến kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho chị nhé. Kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài đi ạ. Em có cái sọc này rất là đẹp luôn. Sọc dáng suông rất là đẹp. 53-54kg quay đầu lại. Ngô Khuyến 33. Em này em để mã số 4. 170. Mã số 42. Mã số 42. Mã số 42 rất là đẹp. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Em đảm bảo với các chị là không có shop si nào bán dạ rẻ như em đâu. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Không có chiếc thứ hai. Em có cái này hàng hiệu luôn nhá. Dạ lông ngắn. Cảm ơn Mai Nắng Ban nhá. Đây. Hàng hiệu này, dạ lông ngắn có mũ này. Cái này còn có lớp trần bông bên trong luôn nha các chị nhá. Cái này mới tinh luôn. Mới cực kỳ luôn nhá. Em này chia sẻ bài cho em còn 140k này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này là cho các chị size 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65 này. Chia sẻ bài còn 140k. 55 đến 65. Dạ lông ngắn. Dạ lông ngắn mới tinh luôn. Cái này mới tinh luôn. Em này em để mã số 94. Có lớp trần bông nhẹ bên trong. Mã số 94 có lớp trần bông nhẹ bên trong. Đẹp cực kỳ luôn. Em có một cái màu đỏ rất là điệu nhá. 33 là cái choàng đen. Đúng rồi, 33 là cái choàng đen dáng dài đấy Ngô Khuyến. Cái đấy dạ ép đẹp lắm. 94 của Hương Đinh. 140k này. Của Hương Đinh.
Em có cái màu đỏ này mới tinh này các chị này. Chia sẻ bài cho em màu đỏ này, chất dạ mịn đét luôn nhá. Dạ ép mịn đét luôn. Chia sẻ bài cho em còn 170k này. Cái này xinh cực kỳ này, chia sẻ bài cho em còn 170k. Dưới từ 47-48kg cho đến 56kg nhá. 47-48 cho đến 56kg. Em cao 1m58, em nặng 51kg, em mặc rộng này các chị này. Đây. Cái này mới tinh tình tinh luôn nhá. Mới cực kỳ luôn. Em này em để mã số 66. Mã số 66 này. Chia sẻ bài cho em đi các chị, chia sẻ bài cho em đi. Ơ cái này bị. Mã số 66. Ba ba Ngô Khuyến. Ừ. Ok Ngô Khuyến. Ba ba của Ngô Khuyến. Cho các con 120k này nhỉ. À 120 gì. Trên 33 đi. Ok Ngô Khuyến. Đây, em có cái dạ ép màu xanh này. À đó là số điện thoại mà. 94 của Tình Nguyễn. Đó, 94 là cái nào? 94 chốt rồi chứ. 94 là chị Hương Đinh chốt rồi ạ. Cái này dạ ép màu xanh này các chị này. Dạ ép màu xanh mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 150k này. Dưới 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 150k dưới 52kg. Dạ ép màu xanh là mới lắm. Cái này mới lắm các chị nhé. Mới đét đẹp đẹp luôn ấy. Em này em để mã số 38. Em xin chào chị Vườn Nho Quán nhé. Mã số 38 cái này này. Đẹp. Đẹp cực kỳ luôn. Các chị chịu khó nghe em tư vấn nhé. Nhà em bán dạ cực kỳ rẻ luôn nên các chị chịu khó. Em có một miếng choàng đen tiếp này. Choàng đen này, cái này thì chất cực kỳ dày dặn nhé. 66 bao nhiêu tiền? Hỏi ạ. 66 là bên này. 66 là cái đỏ. Chia sẻ bài cho em còn 170k nhá. Dạ ép nhá, cái đỏ này. Chia sẻ bài cho em 180k, chia sẻ còn 170k. Mã số 66 mới tinh luôn. Nếu mà lấy thì bấm mã cho em, bấm mã kèm số điện thoại cho em này. Em còn một cái đen dáng choàng này. Cái đen dáng choàng này rất là đẹp này các chị này. Một cái này sang cực kỳ luôn. Dưới 53kg thôi. 47-48 đến 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 170k này. 47-48 đến 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 170k. Em này em để mã. Em để mã số 106. Mã số 106 này, cái đen dáng này các chị này. Mã số 106. Báo mai mua. Ok Đỗ Lan. Hôm nay định đi mua mà chưa mua được. Định đi mua lên đôi cao gót mà chưa mua được. Cho em cái đen đấy. Lý Thị Huyền ơi, kèm cho chị xin mã đi em. Chia sẻ bài còn 170k, mã số 106, cái đấy đẹp lắm, có duy nhất một chiếc thôi. Mã số 106, chia sẻ bài. Ok. Lý Thị Huyền, kèm số điện thoại cho chị đi. Lý Thị Huyền, kèm số điện thoại cho chị đi. Em có cái này giả ép này, kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho chị. Giả ép nhá. Size S thôi, dưới 51kg, chia sẻ bài cho em còn 100, chia sẻ bài cho em còn 140k này. Bảo là cho em đi, ai biết được cho em thử. Lý Thị Huyền kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em Lý Thị Huyền nhé. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho em 106 của Lý Thị Huyền. Cái này chia sẻ bài cho em 150k, chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 31. Mã số 31 cái này mới tinh luôn. Bích Ngọc Trịnh sau rồi. Bích Ngọc Trịnh sau rồi. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài cho em. Em đang còn rất là nhiều áo dạ, các chị đợi em chút nhé. Còn nhiều áo dạ cực kỳ luôn. Áo dạ thì em bạt ngàn luôn. 31 của Đỗ Lan. Đỗ Lan. 31 của Đỗ Lan. Đây này. 31 của Đỗ Lan. Còn 140k. Cái đấy dạ ép màu màu tím cẩm. Màu. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. Đây. Có đủ la này. Dưới 55-56kg, chia sẻ bài cho em còn 160k này. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Em này các chị phối cho em một đôi giày thể thao nó rất là xinh nhá. Dưới 55-56kg. Cái này mới tinh luôn, chia sẻ bài cho em còn 170k. 180 chia sẻ còn 170. Em này em để mã số 16. Mã số 16 dáng suông.
Mã số 16 dáng suông. Đẹp lắm. 16 dáng suông cực kỳ đẹp luôn. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Dính vào đi. 16 của Đỗ Lan, 16 của Đỗ Lan. Em đổi. Em lấy cái sau à Đỗ Lan? Ok, vậy cái này của Đỗ Lan, cái trước bỏ ra. Ok Đỗ Lan nhá. Cái này mới tinh này các chị này. Mới tinh luôn, chia sẻ bài cho em của 140k này. Cái như tiền nữa à? Cái này 170 chia sẻ 170 mà. Đây, 150 chia sẻ còn 140 dưới 52 kg. Em này em để mã số 2. Ok Đỗ Lan. Mã số 2. Hàng rất là đẹp luôn. Mã số 2. Em có một cái dạ cúc sừng này các chị này. Dạ cúc sừng màu hồng nhá. Chia sẻ bài cho em còn 190k này. Dạ cúc sừng màu hồng. Cúc gỗ chứ cái này là cúc gỗ đấy các chị ạ. Cúc gỗ màu hồng. Chia sẻ bài cho em còn 190k nhá. Đây. Dưới 53-54 kg. Dưới 53-54 kg này. Đây nha các chị nhá. Dưới 53-54 kg. Em này em để mã số 93. Mã số 93 này. Dưới 53-54 kg. Mã số 93. Chia sẻ bài cho em còn 190k đúng không? 190k. Cái này đẹp lắm, mới tinh luôn. Chị nào thích màu hồng thì lấy cái này cho em. Mã số 93. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Mã số 93. Còn đầy đó là như là cái này nó tại vì cái này lúc nãy làm rồi cho em thật mà anh thấy em chặt mã đây hết rồi còn điêu nữa cho em cái 66 nữa nhé. 66 là cái nào con? Con tìm cái 66 cho mẹ đi. Con tìm cái 66 cho mẹ đi. Em có cái này màu tím cẩm này các chị này. 66 của Lý Thị Huyền. Ok Lý Thị Huyền nha. Cái 66 đây mới tinh dạ ép đây em ạ. Cái này là chia sẻ bà cho em còn 140k này. Đây dưới 52 kg thôi các chị nhé. Dưới 52 kg. 170. Em này em để mã số 19. Mã số 19. Dưới 52 kg. Xin chào Nguyễn Lê nhé. Nguyễn Lê hôm nay nhà chị có nhiều dạ đẹp lắm. Bất cái gì nhắn chị Nguyễn Lê nhé. Em có một cái này màu cực kỳ nổi này, chị nào thích màu nổi thì lấy cái này cho em này. Mới tinh luôn. Em thấy ghi là sang S nhá. Chia sẻ bài cho em còn 160k thôi. Cánh bèo một chút. Đây nhá các chị nhá. Mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 160k dưới 50 kg. Dưới 50 kg này. Em 51 kg em mặc hơi kích ấy. Dưới 50 kg nhá. Mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Em này em để mã số 15. Mã số 15 nhá. Mã số 15. Cái này mới lắm các chị này. Chị mạng bị sao nhỉ? Lại được rồi. Cứ cái thằng nào nhắn nhót cái này. Không, không ai nhắn nhá mà tự nhiên kiểu như nó tạm dừng ấy. Cứ để đi ngồi toàn bị chị nhắn đến này. Em có cái này là dạ ép một lớp này các chị này. Dạ ép một lớp có mũ nhá. Dạ ép một lớp có mũ này. Cho các chị size L, size XL. 60 từ 5758 cho đến 60-62 kg. 5758 cho đến 60-62 kg. Dạ ép một lớp. Chia sẻ bài cho em còn 170k thôi. Em này em để mã số 14 này. Mã số 14. Dạ ép một lớp mã số 14 nhé. Chia sẻ bài cho em. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em nhé. Em có một cái phao màu, cái phao lông vũ này các chị này. Cái phao màu sữa lông vũ này. Chia sẻ bài cho em còn 260k, 270 chia sẻ còn 260. Phao lông vũ này, các chị mua ở ngoài phải mấy triệu luôn đấy. Đợi em mặc cái này tí. 14 của chị Hương Đinh nha. 14 của chị Hương Đinh. Đây nha các chị nhé. Chia 280k, chia sẻ bài còn 270k này. Cho các chị dưới 5, dưới 5, 6, 5, 7 kg. Dưới 5, 6, 5, 7 kg. Hả? 170. Đây nhá. Cái này đẹp lắm các chị này.
lông vũ đấy, lông vũ mũ này các chị có thể tháo rời nhé. Ok chị Hưng Đinh, em này em để mã số 10 này, mã số 10 280 chia sẻ còn 270 lông vũ, mã số 10, mã số 10. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Em có một cái màu đen này đẹp cực kỳ luôn nha các chị nhé, màu đen này. Wow, lý chị Huyền để chốt mã đi. Chốt mã cho em đi các chị, lấy cái gì các chị chốt mã cho em nhé. Lấy cho mẹ mấy cái phao đen đen đi. Bảo cái phao là 10. Cái phao là mã số 10, chia sẻ bài cho em. Đó còn 270k. Mai nắng ban chốt rồi. Mai nắng ban là phải là cái nào? Mai nắng ban chốt 10 rồi, mấy cái phao đen to to này. Con đứng bên kia con lấy cho mẹ. Đây đây rồi mẹ lấy đây rồi. Đây có cái này. Ok mai nắng ban, ok mai nắng ban. Cái đấy đẹp lắm, phao lông vũ đấy. Cái đấy phao lông vũ mà các chị mua ở ngoài phải mấy triệu luôn đấy. Em có cái này cho các chị, cho các chị dưới 52kg nhá. Đẹp lắm, cái đấy còn mới đẹp, mới đến tầm 95% nhá. Đẹp cực kỳ luôn, có duy nhất một chiếc đấy thôi. Duy nhất một chiếc đấy thôi, lấy thì ok cho chị. Nếu mà không lấy thì để nhường cho bạn khác nhá. Chắc chắn cho chị, bây giờ phao này rất là hiếm luôn. Nếu mà chắc thì ok cho chị. Đây này, Lý Thị Huyền cũng thích đây này. Lý Thị Huyền đang thích đây nên là lấy thì ok chị. Em này em để mã số 21, chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Chia sẻ bài còn 150k. Rất để lúc khác em. Lý Thị Huyền, Lý Thị Huyền chốt phao trước à? Không, nhưng mà lúc nãy chị đọc mã cơ, không thấy em bấm mã. Không thấy em bấm mã. Thì bảo với chị kia có chắc không? Tại vì em không bấm mã cho chị á. Chị bảo đang còn nhiều mà. Lý Thị Huyền, à Lý Thị Huyền 14. À 14 là cái các chứ. Thì Lý Thị Huyền sao? Chốt rồi, chốt 14 cho Lý Thị Huyền rồi. Hả? 14. 14 là của Lý Thị Huyền lúc nãy rồi mà. Nhưng mà Lý Thị Huyền đang bảo phao cơ, nhưng mà phao lúc nãy Lý Thị Huyền có chốt mã đâu. Chốt phao. Chốt phao thì làm sao mà ấy được, chốt phao làm sao mà chốt được. Các chị phải thực sự thông cảm cho em này. Em đọc mã và các chị phải chốt mã cho em cho công bằng nhá. Em còn một cái phao màu đen này các chị này, mới tinh luôn. Lý Thị Huyền viết chữ phao trước nhưng mà lại không chốt bằng mã. Không chốt bằng mã là em không căn cứ đâu, vì em phải đọc theo mã thì các chị phải chốt bằng mã cho em cho công bằng nhá. Cái này là phao trần bông mới tinh nhá. Mới 100% luôn. Cái này là 250k, chia sẻ bài cho em còn 240k này. 250 chia sẻ còn 240. Cho các chị từ 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65kg phao trần bông mới tinh tình tinh luôn nhá. 250 chia sẻ còn 240. Bảo Lý Thị Huyền đang còn nhiều phao. Em đang còn nhiều phao đó, các chị đợi em một tí nhá. Đợi em một tí ạ. 250. Em đọc mã này các chị phải chốt mã ngay từ đầu cho em nhé, không chốt chốt kiểu giống chị Lý Thị Huyền đâu. Thông cảm cho em nhé. Khổ lắm cơ. Em này là cho các chị từ 55kg cho đến 65kg. 250k chia sẻ còn 240k. Em này em để mã số 2 này. Mã số 2 mới tinh luôn các chị nhá, mới tinh luôn. Phao này các chị mua ở ngoài mấy triệu một chiếc luôn đấy. Mới tinh luôn, mua ở ngoài mấy triệu một chiếc. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm. Mua ở ngoài mấy triệu một chiếc phao này đấy. Có bán người mẫu không chị ơi? Ngân Trang. Đây có một cái phao ngắn này các chị này. Phao ngắn màu đen này. Hàng hiệu nhá. Đây, hàng hiệu nhá. Em này là lông vũ tiếp này các chị này. Lông vũ này, lông vũ nhưng mà dáng ngắn đấy. Thì các chị chia sẻ bài cho em 250k, chia sẻ bài cho em còn 240k này. Lông vũ dáng ngắn này. Đây nhá. Đây. Lông vũ dáng ngắn, dưới 53-54kg. Dưới 53-54kg nhá. Cái này đẹp lắm, mới tinh tình tinh luôn. Mới tinh tình tinh luôn. Em này em để mã số 93. Mã số 93 này. Mã số 93, đẹp cực kỳ luôn. Mã số 93, chịu khó chia sẻ bài cho em với. Mã số 93. Cái này rất là đẹp này các chị này. Cổ này mặc cực kỳ sang luôn nhá.
mới tinh luôn, hàng hiệu này các chị này, hàng của Hàn rất là đẹp nhá. Đây, bên trong là lót bằng một lớp bằng lụa. Lý Thị Huyền chốt 93. 93 của Lý Thị Huyền. 93 của Lý Thị Huyền. Đây nha các chị nhá. Cái này rất là xinh. 55 cho đến 60 65 kg. 55 đến 60 65 kg. Phương Thủy Linh sau rồi. 55 đến 60 65 kg này. Cái này đẹp, chia sẻ bà Trang còn 160k. Phương Thủy Linh sau rồi em. Em này em để mã số 65. Mã số 65. 240 đây. Chia sẻ bài còn 240. Ôi em có một cái này chất, trời ơi, cái này chất cực kỳ dày dặn, ấm áp nhá, lông vũ đấy. Cái này là lông vũ này các chị này. Lông vũ nhá. Cái này mũ có thể tháo rời này, mũ có thể tháo rời. Dài nhỉ. Ôi cái này chị là mua cho mẹ nhỉ. Chị hợp hơn này, đúng không? Chị cũng được chứ mẹ. Đây này. Cái này là cho các chị từ 55kg cho đến 60-62kg nhé. Lông hoặc mũ này là tháo rời hết luôn nhé. Đây cái này là lông mũ này. Chia sẻ bài cho em còn 270k. Chia sẻ còn 260k. Lông mũ thì rất mốt cho các bạn. Đây nhé chị nhé. Đây. Ôi đúng kiểu Hàn Quốc nhỉ. 270 chia sẻ còn 260. Em này em để mã số 40. Từ 55kg cho đến 65-67kg nhé. 55 đến 65-67kg. Em cao 1m58 nặng 51kg nên mặc nó bị lướt lắm. Nên các chị nào mà cao 1m6 ấy, 1m6 trở lên thì lấy cái đấy cho em đẹp. Đúng hàng hiệu. Hàng hiệu luôn đấy. 40 của chị Hương Đinh. Chị Hương Đinh có cao không? Chị Hương Đinh cao to. Có em còn một cái này trần bông này. Một cái này trần bông này. 200k chia sẻ còn 190k các chị này. 200k chia sẻ còn 190k. Cái đấy là lông vũ đấy chị Hương Đinh ạ. Có duy nhất một chiếc thôi mới tinh. 270. Đây các chị nhá. 200 chia sẻ còn 190 trần bông. Chia sẻ còn 190 trần bông này. Cái này là cho các chị dưới 56-57kg. Dưới 56-57kg quay đầu lại này. 56-57kg quay đầu lại nha các chị nhá. Đây 56-57kg quay đầu lại. Cái này đẹp lắm. 200 chia sẻ cho em còn 190. Em này em để mã số 71. Mã số 71. Mã số 71 này. Đẹp nhờ cái đen này đẹp này. Mã số 71. Em đảm bảo với các chị là không có shopee nào bán. Em chỉ là lấy công làm lại thôi các chị nhá. Em đi làm công sở nên là em đam mê cái hàng si này nên là em làm thôi chứ em không có lời lãi gì nhiều đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là em làm cực kỳ cẩn thận luôn. Không có shopee nào bán rẻ như nhà em đâu. Các chị thích cái gì các chị cứ chốt thôi. Các chị đợi em một chút nhá. Đợi em một chút em lấy thêm một ít hàng. Ai đang hỏi ra? Bên kia còn cái phao à? Hả? Con đen này. Con đen này. 71 của Thủy Ngân Trang này. 71 của Thủy Ngân Trang này. 71 của Thủy Ngân Trang, cái đấy đẹp lắm Thủy Ngân Trang ạ. Em có một cái phao này này. Con nào dáng dài lông vũ không? Để tìm cái dáng dài lông vũ cho Lý Thị Huyền. Cái này là lông vũ này các chị này. Cái này là lông vũ nhá, dáng dài lông vũ này. Phối da, phối cái này là kiểu như chất không nỉ. Phải da lộn đâu, kiểu chất nỉ á. Cái này có mũ này. Hãng Nike nhá, cái này độ mới 90% thôi. Cái này độ mới 90% thôi các chị nhá. Độ mới 90% này. Cái này là cho các chị size lớn đấy, chắc phải từ trên 55kg mới mặc được. Cái này trên 55kg nhé, 1m6 trở lên trên 55kg, lông vũ mới 90%. Em đọc luôn độ mới, các chị ưng thì các chị lấy này. Đây, cái này em bán 250k, chia sẻ còn 240k này. 250k, chia sẻ còn 240k nhé. Đây các chị nhé, lông vũ đây, cái này là lông vũ cho các chị size lớn. Cho các chị size lớn, em hơi bé nên em mặc nó bị lướt đây. Đây nhá. 55kg trở lên đến 65-70kg đều mặc được đấy.
chia sẻ bài cho em còn 240k này, 250 còn 240. Em này em để mã số 59. Lý Thị Huyền à, thích cái này thì ưu tiên Lý Thị Huyền. Thôi cái này để cho Lý Thị Huyền nhá. Ưu tiên Lý Thị Huyền vì lúc này Lý Thị Huyền bị lỡ. Ưu tiên Lý Thị Huyền. Cái này xịn lắm. Cái này xịn lắm, Lý Thị Huyền là độ mới 90%. Không có cả lỗ. Độ mới 90% này. Lỗ thoát khí. Đây nhá. Có cả lỗ thoát khí đây nhá. Của Nai. Của Nai, hiệu hàng hiệu Nai đấy. À, okay. Em có một cái này bằng da này. Khổ các chị này. Chị Hương Đinh này, chốt 59. Chị Hương Đinh, ôi cái này bằng da này các chị nhá. Cái này da này, ok. 240 chứ. Chia sẻ không. Cái này bằng da này các chị nhá. Bằng da này. Cái này chia sẻ bài cho em còn 200k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 200k thôi này. Chất da nhá. Dưới 53kg, dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 200k bằng chất da này. Dưới 53kg. Dưới 53-54kg đấy ạ. Chia sẻ bài còn 200k. 210k chia sẻ còn 200. Em này em để mã số 27 này. Mã số 27 nhá. Cái này bằng da đấy. Mã số 27. Bằng da gì? Đây còn cái lúc cái đen lúc nãy này chưa có chị nào chốt cho em. Cái đen lúc nãy rất là đẹp, mới tinh tình tinh luôn đấy. Chị Hương Đinh có thích cái đen kia à? Chị Hương Đinh có một cái đen rồi nhỉ? Ừ. Chị Hương Đinh cũng lại chốt một cái đen rồi. Em ơi, có lồng đủ con ngắn của em. Ok, Lý Thị Huyền, cái đấy của Lý Thị Huyền rồi mà. Cái này cho các chị dưới 52kg. À, cho em cái da. Dưới 52kg. Bà báo chốt mã đi, 27. Chốt mã đi em, cái đấy là 27. Cái này là 27 nhá. Chia sẻ bài cho em. Ok, đấy. Giống kiểu, cái đấy da chất lộ. Thích lắm, cái đấy chất đẹp lắm này. Nó lạ, quan trọng là nó lạ đây em. Đây nhá. Ok, da Lý Thị Huyền. Da lộn hay sao? Không phải da lộn như kiểu chất da. Dưới 52-53kg các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 150k này. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Em này em để mã số 52. 200. Mã số 52. Mã số 52. Đây này Lý Thị Huyền này. Đây nhá. Đẹp lắm, có duy nhất một chiếc thôi, kiểu kiểu nó độc độc với Lý Thị Huyền. Em có cái này màu hồng nhẹ này các chị này. Màu hồng nhẹ dáng xua. Trần bông nhá. Trần bông bên trong này các chị này. Đây nè các chị nhá. Cái này chia sẻ bài cho em còn 260k này. Chia sẻ bài cho em còn 260k. Em này cho các chị. Cho các chị từ 50kg cho đến 56-57kg. 50 đến 56-57kg. Dáng xuông xuông. Em này em để mã số 51. Mã số 51 này. 50 đến 56-57kg. Mã số 51. Đẹp. Mã số 51. Chia sẻ bài cho em. Con chạy vào nhà lấy cho mẹ cái áo ở trong cái phòng ở trên kia của Vương Chí Linh. Không. Chị ở Bỉm Sơn Thanh Hóa, Lý Thị Huyền nhá. Ở Bỉm Sơn Thanh Hóa. Hả? Bỉm Sơn Thanh Hóa. Em có một cái màu đen này. 44kg. Vừa không chị cái đen ấy. Cái này vừa em này. Ánh Ngọc lấy thì chốt mã cho chị này. Mã số 52. Cái này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho chị còn 150k. Chia sẻ bài cho chị còn 150k, có duy nhất một chiếc thôi, mới tinh luôn. Mới tinh luôn. Chị đang hỏi cho mẹ. Không. Cái trần chín này. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. Màu đen này mới tinh luôn nhá. Cái này là cho các chị. Em 51kg, em mặc hơi rộng một xíu thôi này. Các chị dưới 52kg quay đầu lại nhá. 52kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 160k. 52kg quay đầu lại, chia sẻ bài cho em còn 160k. Ánh Ngọc mà lấy thì chốt mã cho chị nhé. Đây, cái này đẹp luôn, cái này chất dạ ép đấy các chị ạ. Dạ ép có đai, chia sẻ bài cho em còn 160k này. Cái này rất là xinh luôn, mới tinh. Không, áo xa nữa. Ở trong đó. Em này em để mã số 77. Mã số 77 này. Cái này đẹp lắm, mã số 77. Cái trường chỉ này. Đây là cái trần chỉ. Trần chỉ trắng. Cái này hàng hiệu luôn các chị nhá. Cái này dáng nó xuông xuông.
Lê Uyên Nhi ơi, chị nhìn thấy em mà, chị nhìn thấy Lê Uyên Nhi. Nhìn thấy Lê Uyên Nhi. 77 của Phạm Hiền, 77 đẹp lắm, chia sẻ bài của 160k thôi. 77 của Phạm Hiền. Em có cái này này. Cho các chị size L, size XL. Lý Thị Huyền chốt sau rồi. Size L từ 60kg cho đến 70kg này. Chia sẻ bài cho em còn 160k. 60 đến 70 chia sẻ bài còn 160k. Ok, màu đỏ đợi chị tí. Em này em để mã số 53. Mã số 53. Mã số 53. Cái màu đỏ này thì size bé thôi, bé xíu này. Đây các chị nhé, màu đỏ này có khi là mua cho bé luôn ấy nhỉ. Nhà chị nào có con gái tầm 45kg, 40-45kg nhé. 40-45kg này. Chị nào có con gái tầm 40-45kg này, em tặng cái này cho các chị này. Đây nhá, 40, em bấm mã chị nào nhanh tay thì được nhá. Không check móc em này, chị nào nhanh tay thì đẹp được mới tinh này. Em này em để mã số 9. Mã số 9 này em tặng này, chị nào nhanh tay thì được. Mã số 9. Em đây của con gái, mua cho con gái mã số 9. Mua cho con gái mã số 9. Số 9 của Hương Đinh. Hương Đinh trước rồi, Bích Ngọc Trịnh sau. Ừ đúng rồi đấy. Bỏ luôn ra, bỏ mã luôn. Bỏ chị Hương Đinh trước rồi. Hương Đinh trước rồi, chị Hương Đinh trước rồi ạ. Chị Hương Đinh trước rồi. Rồi đến ai đọc đây? Xong rồi mới đến Phạm Hiền. Em có cái này cho chị nào mua cho con gái anh đẹp này. Mới tinh luôn nhá. Dưới 52kg. Chị nào mà có con gái tuổi teen á, chia sẻ bài cho em còn 160k này. Có con gái tuổi teen thì lấy cái này cho em nhá. Bích Ngọc Trịnh này, Tình Nguyễn này, Phạm Hiền là cuối cùng. Phạm Hiền cuối cùng. Ok, Lý Thị Huyền. Đây các chị nhá. Chị nào mua cho con gái chia sẻ bài còn 160k thôi, mới tinh luôn. Cái này mới tinh luôn, đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài 170k, chia sẻ cho em còn 160k. Em này em để mã số 82. Mã số 82. Mã số 82 nhá. Cái này mới lắm các chị này. Phần này là thêu đấy. Dạ thêu này rất là đẹp luôn. Tí này tặng em ít len. Tí này em có một ít len em tặng các chị nha. Các chị đợi em một chút nhá. Đợi em một chút, cuối buổi live em tặng các chị ít len. Len hoặc là chân váy jean, các chị thích cái gì? Len hoặc là chân váy jean. Cứ nói em. Em có cái này rất là xinh này. Đây các chị nhá. Dưới 53kg. Chia 230k, chia sẻ còn 220. Bạn mai đang bảo tặng hết thì. Con ơi, cái móng điện con ơi. Chia sẻ bài cho em còn 220 này. À 230 chia sẻ còn 220. Từ từ không có bóng điện đâu nhé. Đây cái này đẹp lắm các chị này. Đẹp cực kỳ. Hóng hàng tặng thì đợi một chút nhá. Em này em để mã số 105. Mã số 105. Cái này đẹp là siêu phẩm nhà em đấy. Cái này là siêu phẩm nhà em luôn. 230 chia sẻ còn 220. Hàng siêu phẩm luôn nha các chị nhé. Đẹp nhất. Đẹp nhất luôn. Đẹp cực kỳ luôn các chị. Đợi em một chút nhá. À đợi em một chút tí, em còn mấy cái phao ngắn ở đây các chị nhá. 105 của Mai Nắng Ban. 105 của Mai Nắng Ban. Mai em đặt lại là Nắng Ban Mai nhưng dễ đọc nhá. Em này trần bông tiếp các cúc sừng này các chị này, siêu phẩm tiếp này. 230 chia sẻ còn 220. Cái này đẹp lắm. Cúc sừng nhá, cúc sừng. Chị ơi em lấy nhiều có được nữa. Lý Thị Huyền ơi, tí inbox cho chị nhá. Tí em có một ít len em tặng các chị. Chuyển khoản cho em miễn ship cho các chị. Các chị chuyển khoản trước em miễn ship nhá. Đây em có cái này cho các chị. 53-54kg cho đến 60kg mặc mới đẹp nhá. Báo Lý bảo là lấy nhiều thì ok. Em có dạ ngắn về nhiều mà em hôm nay em làm lại không kịp với các chị ạ. 55 cho đến 60-62kg. 230 chia sẻ còn 220. Cái này hàng xịn luôn đấy. Em này em để mã số 57. Mã số 57. Bà Lý Thị Huyền tí này inbox. Chị Hương Đinh này cứ phải hóng cái to nhỉ. Chị đợi em tí em làm cái to cho.
Tí em làm cái to cho anh. Đẹp lắm, nhiều cái đẹp lắm. Em có một cái này, cái phao này rất là đẹp này, dáng dài này. Đây nhá, lông vũ đấy. Cái này lông vũ nhá các chị nhá. Cái này size to này. 57. 57 là của nắng mai nắng ban trước rồi, chị Hương Đinh sau rồi. Cái này em chưa làm kịp nhưng mà đẹp lắm này. Lông vũ nhá. 280 chia sẻ còn 270 này. 280 mới tinh. Chia sẻ còn 270 nhá. Các chị chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài cho em đi. Cho các chị size 55 cho đến 65 67 kg mới mặc được. 55 đến 65 67 kg này. Cái phao này các chị mà mua ở bên ngoài các chị mua mấy triệu luôn. Mấy triệu luôn mới được cái phao này đấy ạ. Đây nhá. 55 cho đến 65 67 kg. Em chưa kịp là thôi, cái này mới tinh luôn nhá. Chia sẻ bài cho em còn 280 chia sẻ còn 270 này. 280 chia sẻ còn 270. Còn đấy mới không chị mới này. Chị sao? Chị nắng mai nắng ban xong mới đến Hương Đinh xong mới đến Hồng Anh. Em chốt rất là cẩn thận nên các chị em đang còn nhiều hàng các chị đợi em chút nhá. Em chút em chốt công bằng lắm nên các chị yên tâm đi. Em này em để mã số 97. Mã số 97. Cái này đẹp này, lông vũ xịn đấy, các chị mua ở ngoài mấy triệu luôn đấy. Mua ở ngoài mấy triệu một chiếc đấy. Em có một cái ngắn này. Hàng ngắn này đi kia quay đi. Hả? Hàng của hãng đây các chị nhá. Hàng của hãng đây này. Đây. Ok, hàng Nguyễn, cảm ơn hàng Nguyễn nhá. Em chốt rất là công bằng đấy, các chị yên tâm đi. Yên tâm. Cái này tháo rời này, mũ này tháo rời được. Không, chị Hương Đinh ơi, chị sau mà. Có mọi người làm chứng cho em đấy, chị sau mà. Tí em chụp màn hình inbox lại cho chị luôn. Tí em chụp màn hình inbox lại cho chị luôn. Em có cái này màu này gọi là màu gì nhỉ? Đúng rồi nhỉ. Cái này là có mũ nhá, có mũ tháo rời luôn. Đây, lông tròn thật luôn các chị nhá. Bên trong này khối lông này. Cái này lông mịn cực kỳ luôn. Cái này là lông vũ đấy, lông vũ nhưng mà dáng ngắn này các chị. 240k chia sẻ bài cho em còn 230. 240 chia sẻ còn 230 này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Lông đây là lông vũ đấy. Em này em để mã số 3. Mã số 3, 240 chia sẻ còn 230. Em có một cái lông vũ này ở trong đây em lấy nhá chị. Hôm nọ lấy bán thì nó bị lông rất là đẹp. Số 3. Biết tìm ở đâu cả. Số 3 của Hằng Nguyễn đúng không? Số 3 của Hằng Nguyễn. Một cái phao màu tím. Ok Hằng Nguyễn chia sẻ bài cho chị đi. Một cái phao màu tím này. Cái này trần bông nhẹ thôi nhá. Cái này chia sẻ bài cho em còn 160k trần bông nhẹ này mới tinh nhá. Mới tinh nhưng mà trần bông nhẹ các chị nhá. Chia sẻ bài còn 160k. Đây. Cái này là cho các chị 55kg cho đến 65kg, 55 đến 65kg, trần bông nhẹ, mới tinh, chia sẻ bài của 160k. Hả? Ừ. Em này em để mã số 26 này. Mã số 26, trần bông nhẹ. Ok, cảm ơn Hằng Nguyễn. Cảm ơn Hằng Nguyễn nhé. Chị khó chia sẻ bài cho em để mua hàng giá rẻ. Các chị không thể mua được ở đâu giá rẻ như hàng nhà em đâu. Mà chất lại cực kỳ thích. Mai nắng ban đang cho cái mặt cười đấy. Em có một cái màu vàng bò này các chị này. Màu vàng bò. Cổ này các chị có thể tháo rời nhá. Đây, cái này dáng váy này các chị này. 160k chia sẻ còn 150k. 160k chia sẻ còn 150k. Dưới 53kg quay đầu lại. 53kg quay đầu lại các chị nhá. 53kg quay đầu lại này. Đi kia luôn chung. Đây. Em này em để mã số 5. Mã số 5 các chị nhá. Cái này đẹp lắm. Mới cái này mới đến 95-96% luôn. Đây. Đẹp. Cái này có thể tháo rời ra tùy các chị. Cái cây của mình dư nhẹ cả giới thiệu. Đây. Cái nào? Cái này. Cái tả đi chứ. Không. Ừ. Là cái như này. Ôi chị nhìn. Quên. Quên.
Em có một cái này à? Có mũ này, mũ tháo rời được các chị nhé. Số 5 của Thanh Nghĩa. Số 5 đây đẹp lắm Thanh Nghĩa, cái đây em vừa đấy. Có duy nhất một chiếc thôi. Chia sẻ bài cho chị đi. Đây, cái này đây các chị nhé. Cái này cho các chị cho các chị từ 5, 6, 5, 4, 5, 5 cho đến 5, 7, 5, 8 kg. 54 đến 5, 7, 5, 8 kg. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Em này em để mã số 35. Mã số 35 nhé. Mã số 35. Đẹp cực kỳ luôn. Mã số 35. Chia sẻ bài cho em. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một cái nâu bò này. Nâu bò tiếp này các chị. Đây nhá. Hàng nhà em này. Hàng nhà em rất là đẹp luôn nhá. Mà cực kỳ thời trang. Áo em chỉ thích áo của Hàn thôi, vì áo của Hàn nó rất là thời trang các chị ạ. Áo của Hàn cực kỳ thời trang nhá. Đây chất cực kỳ dày dặn. Chất thì các chị không phải lo đâu. Các chị không phải lo về chất. Các chị chỉ cần chọn cái kiểu dáng các chị thích á. Còn chất thì là độ mới thì em đảm bảo cho các chị. Đây. Cái này là cho các chị dưới 53kg quay đầu lại nhé. 53kg quay đầu lại chia sẻ bài cho em còn 150k này. 53kg quay đầu lại chia sẻ bài cho em còn 150k. Cái này đẹp lắm. Dạ Hồng Kông thì màu mè màu sắc lắm nhưng mà lại chất nó rất là mỏng, chất xấu nên em không bao giờ lấy dạ Hồng Kông. Em này em để mã số 89. Mã số 89. Mã số 89. Em có làm mấy cái size lớn cho các chị, size lớn này. Chị Hương Đinh ơi, size lớn này chị Hương Đinh này. Size lớn này này nha các chị, size lớn này. Đây cái màu vàng bò cho các chị size lớn này. Chia sẻ bài cho em còn 160k size lớn nhá. Đây mới tinh, cái này mới lắm các chị nhá. Cho các chị từ cái này chắc các chị phải 5, 7, 5, 8 kg cho đến 70kg. Size L, size XL này. Size L, size XL mới tinh. 170 chia sẻ còn 160 nhá. 70 chia sẻ còn 160. 49 của Nhi Trần. Nhi Trần chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi. Cái đấy cái 49 nó là còn 150k. Em này em để mã số 46 này. Size L, size XL 5758 cho đến 70kg. 5758 đến 70kg size L, size XL. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em đi. Chị nhìn thấy Nhi Lê mà. Nhi Trần mà. 89 chứ Nhi Trần. Cái này là 89 này em này. 89 chứ Nhi Trần. Nhi Trần mà chốt thì chốt 89 nhá. Cái này là bao nhiêu? Mã 7 ấy. Hả? À mã số 7 à? Có, đây có mã số 7 đâu. Thế là cái này 46. Nhi Trần chốt ở đâu á? Số 7 ở đâu chứ? Xem có cái phao chứ. Em có cái này rất là đẹp đấy các chị này. Màu vàng bò này, màu vàng bò nhá. Ờ chụp bên này. Màu vàng bò. Đây, em có cái này rất là đẹp. Nhi Trần này, tí inbox lại cho chị nhá. Chụp màn hình inbox lại cho chị nhá vì chị không nhớ cái nào đâu. Đây, em có cái này các chị chia sẻ bài cho em còn 160k. Chia sẻ bài cho em còn 160k này, cái này rất là đẹp luôn. Dưới 55kg quay đầu lại, 55kg quay đầu lại. Em này em để mã số 13. Mã số 13, 55kg quay đầu lại. À Nhi Trần là cái nào nhỉ? Nhi Trần nhỉ? Cái số 7 nhưng mà bị con tháo mã rồi. À vậy à. Bảo chụp màn hình. Chụp màn tí inbox, chụp màn hình gửi ra cho chị. Lý Thị Huyền là chốt cái nào bấm mã cho chị đi. Vàng bò. 13 bao nhiêu tiền? 13 của 13 là 160k nhưng mà Lý Thị Huyền chốt hả? Có chị Hương Đinh. Chị Hương Đinh như tại vì Lý Thị Huyền cứ chốt như vậy là không được. Chị Hương Đinh lại được rồi. Chị Hương Đinh lại được rồi. Em có cái này cho các chị 5758 cho đến 65kg. 5758 đến 65kg chia sẻ bài cho em còn 140k. 5758 đến 65 chia sẻ bài còn 140k.
Em này em để mã số 74. Mã số 74, 140. Cái này 160. Đây, còn một cái này này các chị này. Vàng bò tiếp này. Vàng bò này. Ai lấy lấy này. Vàng bò nhà em còn nhiều lắm nên là các chị cứ yên tâm nhé. Vì là em chốt theo mã nên các chị cứ chốt theo mã cho công bằng hộ em nhé. Chốt theo mã cho công bằng hộ em. Chốt theo màu không công bằng. Đây, em có cái này cho các chị dưới 52kg chia sẻ bài cho em còn 150k này. Dưới 52kg chia sẻ bài còn 150k. Mới tinh nhá, cái này mới tinh này các chị này. Đây, mới lắm. Em này em để mã số 29. Mã số 29. Đây, cái vàng bò tiếp này các chị này. Cái nâu bò này chắc là size lớn đấy. Không lớn lắm đấy. Đây nhá, nâu bò này chia sẻ bài cho em còn 160k. Dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg. 29 của Lý Thị Huyền. 55-56kg này các chị này. Chia sẻ bài cho em đây các chị, chia sẻ bài cho em 160k chia 170 chia sẻ còn 160. Màu vàng bò. Em này em để mã số 85. Mã số 85. Màu hồng này rất là xinh này. Chị nào thích màu hồng thì lấy cái này cho em. Thanh nghĩa sau rồi. Đây màu hồng này. Màu hồng chia sẻ bài cho em còn 160k tiếp này. Đây nhá. Đẹp. 54kg quay đầu lại. 54-55kg quay đầu lại này các chị này. 54-55kg quay đầu lại. Đây nhá. Em này em để mã số 22. Mã số 22. 54-55kg quay đầu lại nhá. Mã số 2. Đẹp. Chia sẻ bài cho em. Các chị chia sẻ bài. Em có một cái dạ len này các chị. Dạ len mới tinh luôn nhá. Dạ len, chị nào thích dạ len này chia sẻ bài cho em còn 150k cái dạ len này thôi này. Chia sẻ bài 150k cái dạ len. 22 của Mai Nắng Ban. 22 của Mai Nắng Ban. Chia sẻ bài còn 150k cái này này các chị này. Dưới 54kg. Dưới 54-55kg. Chia sẻ bài còn 150k. Dưới 54-55kg. Đây ạ. Em này em để mã số 18. Mã số 18. Thế rồi nhỉ? Anh Minh đã mua mới vào. Mười một giờ rồi. Anh Minh sau. Em có cái màu hồng này rất là đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 150k thôi. Cái này trẻ trung lắm. Đây. Dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Cái này đẹp lắm các chị nhé. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Em này em để mã số 25. Mã số 25. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Em có một cái màu sữa nhá. 82 là cái này. Ở Nhi Trần cứ chốt cái nào ấy. Chẳng biết là cái nào luôn. 25 là của anh Minh xong mới đến Lý Thị Huyền. 25 của anh Minh. Anh Minh kèm cho em xin thông tin số điện thoại nhá. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho em ạ. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho em. Em có cái màu sữa này rất xinh này. 150. Anh Minh kèm cho em xin số điện thoại và chia sẻ bài cho em. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 150. Nhi Trần là 82 này. Nhi Trần 82 chia sẻ bài còn 160k này. Nhi Trần, cái này của Nhi Trần. Ok anh Minh, cảm ơn anh Minh nhé. Em có cái này màu sữa mới tinh này. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Màu sữa mới tinh chia sẻ còn 150k. 160 của Nhi Trần. Lý Thị Huyền cái nào mà ấn trước? Anh Minh xong mới lấy Lý Thị Huyền nàng ơi, anh Minh trước. Lý Thị Huyền sao? Em
em này là dạ ép dạ mịn này các chị này. Em này em để mã số 104. Mã số 104 Lý Thị Huyền sau ấy. Em chốt rất là công bằng đấy các chị, không phải lo đâu. Yên tâm cho em. Hả? Em còn một cái màu hồng tiếp này. Chị nào thích màu hồng dáng váy thì lấy cái này cho em này. Chia sẻ bài còn 150k thôi nhá. Chia sẻ bài còn 150k màu hường. Màu hường dáng váy dưới 52kg. Dưới 52kg nhá. Màu hường dáng váy chia sẻ còn 150k. Dáng váy 160 chia sẻ còn 150. Em này em để mã số 77. Mã số 77. 160 chia sẻ còn 150. Màu rêu này. Màu rêu dạ miếng nhá. Màu rêu dạ miếng. Cái này thì đẹp lắm. Cái này thì đẹp lắm này. Chia sẻ bài cho em 180 chia sẻ còn 170. 180 chia sẻ còn 170. Cho các chị dưới 60kg. Dưới 60kg quay đầu lại. Dưới 60kg quay đầu lại nhá. 15 của Nhi Trần. 15 xem cái kia ra. Đây các chị nhá. 180 chia sẻ còn 170. Dưới 60kg quay đầu lại. Em này em để mã số 107. Mã số 107. Nhi Trần thì như là mạng bị chậm như sao nhỉ. Không có 15 mà. Hoặc là Nhi Trần là chụp màn hình cho chị đi. Nhi Trần cứ đọc được cái lúc nào ấy nhỉ. Em có một cái khoác len này. Em bán cho các chị 80k. Thấy em không? Chị nhìn thấy Nhi Trần mà. 107 của anh Minh trước xong mới đến Hương Đinh. Cái này còn 170k đấy con nhá. Chia sẻ còn 170k. Đây nha các chị nhá, 80k này. Cho các chị dưới 57-58kg. Cái này mới tinh. 80k dưới 57-58kg này. Đây nhá, khoác len. Khoác len đẹp lắm. Em này em để mã số 50. Nó lận ở trong đây nên em làm luôn. Mã số 50 mới tinh. Dưới 60kg mặc được đấy. Dưới 60kg. Mã số 50, 80k có 80k thôi. 80k. Có cái màu kem không à? Màu kem em có các chị nhá. Dạ. Có cái dạng ngắn này. Ôi giời, đứt mất cúc luôn. Dạng ngắn. Dạng ngắn. Chia sẻ cho em còn 120. 50 của Hương Đinh 80k con. 80 nhá cái khoác len này. Đây. Cái này cho các chị dưới 60kg. 17 của Nhi Trần. Xem cái 17 là thế nào con. Không có ở trong đây không? 77 thôi chứ không có 17 đâu Nhi Trần ơi. Em này em để mã số 38. Mã số 38. Chị nhìn lại đi, em trước mấy người liền mà kéo xuống nhìn đi. Cái nào? Lý Thị Huyền cái nào em? Cho em 107. 17. À, 107 có phải của Lý Thị Huyền không con? À, 107 của Lý Thị Huyền đấy. Đúng của Lý Thị Huyền rồi. Em xin lỗi anh Minh nhá. 107 của Lý Thị Huyền. Đúng rồi, của Lý Thị Huyền đấy. Xin lỗi anh Minh nhá. Đây, em có cái này này cho các chị này. Em hôm nay em còn mấy cái em bán cho các chị 70k thôi nhá. 70k thôi. Cho các chị từ 50kg cho đến 60kg. 50 đến 60, 70k này. 50 đến 60, cái này là váy. Cái nào là váy? Không, anh Minh sau rồi, anh Minh sau. Em kiểm tra lại là anh Minh sau đấy. Anh Minh sau đấy. Nhá, đây các chị nhá. Cái này đẹp lắm. Cái này đẹp lắm. Em này em để mã số 42. Mã số 42. 70k, mã số 42. Là cái này. Cái dạ ép. Để em tìm cho cái khác nhá. Mấy em thấy chị trước. Đúng rồi, chị chốt rất là cẩn thận. Em chốt rất là cẩn thận nên các chị yên tâm đi. Các chị yên tâm đi. Thôi em ơi. Thôi để nghỉ em 100. Cho mẹ cái ghế nào.
À em tặng cho các chị mấy cái len để em nghỉ nhá. Em tặng cho các chị ít cái len này. Tặng cho các chị mấy cái len. Các chị đợi em tặng quà xong để em nghỉ nhá. Vì hôm nay muộn rồi, hơn 11 giờ rồi. Em nghỉ để mai em còn đi làm ấy. Để mai em còn đi làm nên các chị đợi em chút. Đây, em tặng cái áo đen này cho các chị size. Còn màu gel. Màu gel mai em tìm cho chị Hương Đinh nhé. Nhà em đang còn rất là nhiều đấy. Đang còn rất là nhiều luôn. Đây. Anh Minh ơi, để em tìm cho, vì là không, của máy của em là của bạn kia trước đây. Em xin lỗi chị, chứ máy của em là của bạn kia trước. Tí em chụp inbox em gửi cho chị luôn. Đây nha, em cho có cái này cho các chị size 55 đến 6 đến 65 kg này. Em tặng cho các chị này, cái hạt này còn mới nguyên nhá. Em này em để mã số 9. Mã số 9 này. Mã số 9 này em tặng các chị này, mã số 9 nhá. Mới đấy các chị yên tâm nên mới. Mã số 9. Các chị bấm mã đi, bấm mã cho em đi, hàng tặng bấm mã cho em cho công bằng nhá. Số 9 của Ngô Khuyến. Ok anh Minh, số 9 của Ngô Khuyến. Đây. Em tặng mỗi người chỉ được một lần tặng thôi nhá. Đây em có cái này tiếp này. Tiếp cho các chị size lớn tiếp này. Size M, size L, size M, size L này. Mới tinh đấy các chị nhá. Em này em để mã số 31. Mã số 31 này. Mã số 31. Mã số 31. Cái này thì cho chị nào dưới 52kg thôi, dưới 52-53kg mới tinh nhá. Dưới 52-53kg mới tinh. Dưới 52-53kg mới tinh. Ai bấm mã trước thì được. Em này em để mã số 64. Mã số 64. Mã số 64. Mã số 31 của chị Hương Đinh. 31 của chị Hương Đinh. 64 của Mai Nắng Ban. Đây, còn một cái màu xanh này này. Màu xanh này cho các chị size L. Size L trên 60kg. 60-65kg này. 60-65kg mới tinh nhá. Mới tinh nhá. Đây. Xẻ vạt này, xẻ vạt này mới tinh này. Em này em để mã số 794. Mã số 94 này. Mã số 94. Đầy dặn. Mã số 94. Mã số 94. Em tặng các chị thêm một cái nữa là em nghỉ này. Đây nha các chị nhá. Size 5758 cho đến 65kg tiếp. Mới tinh nhá. Len kim tuyến này. 5758 đến 65kg tiếp này. Len kim tuyến. 64 của Lê Nguyên Nhi. Lê Nguyên Nhi. 64 rồi à? 64 rồi. 64 tặng rồi đúng không? Tặng rồi. À, vậy thì không còn cái nào đúng không? Còn cái xanh hay là cái mã 94 nhá. Có 64 là Mai Nắng Ban. 94 của Tình Nguyễn, 94 của chị Tình Nguyễn. Đây em còn một cái này này, em để mã số 62. Mã số 62 này. Em tặng một cái này là cái cuối cùng thôi các chị nhá, không em lỗ vốn này. Mã số 62 cho các chị 5758 đến 65kg. 5758 đến 65kg mới tinh. Chọn cái đẹp. Mới tinh luôn, em tặng em chọn toàn cái đẹp em tặng cho các chị đấy. Ok, Hằng Nguyễn yên tâm đi. 62 của Lý Thị Huyền. Lý Thị Huyền được rồi đấy. Cái đấy đẹp lắm, kim tuyến của Lý Thị Huyền đẹp lắm. Đó. Em xin cảm ơn tất cả các chị, em xin chào tất cả các chị nhé. Đây chị. Cái này bé, chị Hương Đinh to. XL và bé. Không, em mặc vừa mà anh. Em mặc sao rồi này. Tí em mặc cho mà xem. XL cho em mặc rồi, chị Hương Đinh nó phải là 60-65kg chị Hương Đinh mà. Thử cho Mai kiếm. Đây này. Em mặc rồi, em mặc rồi kiếm. Thôi cho bà Mai. Các chị ơi, em xin phép các chị em nghỉ nhá. Đến năm mai có khi em làm một lô len với lô chân váy jean, chân váy công sở. Em xin cảm ơn tất cả mọi người, em xin chào tất cả các chị. Vâng, chị Hương Đinh ơi, em nhớ rồi, mai em tìm cho chị cái gel size lớn nhá. Em cảm ơn chị nhá. Em xin chào tất cả các chị.